Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bài pháp cuối cùng. Cái tựa đề là khéo giữ gìn tâm. Thường cái gì mà mình thấy nó quan trọng á thì mình sẽ cẩn thận giữ gìn. Phải không ạ? Không cần ai nhắc. Nếu cái đó mà mình quý và mình quan trọng thì tự mình giữ. Còn nếu mà mình không thấy quan trọng mà người ta kêu mình giữ gìn, mình có chịu giữ không? Phải không? Dù là có ai khuyên mà mình không tự thấy quan trọng là mình không giữ. Vậy thì cái gì là cái quan trọng nhất đáng để mình phải để tâm ý vào mà giữ gìn? Ví dụ như trong đời, trong những cái dữ dội nhất của đời sống là sự ghen tuông. Tại sao mà người ta ghen dữ vậy? Vì với người ta đó là chuyện quan trọng nhất, phải không? Thành ra khi mà thấy mà có người khác mà muốn tới gần cái làm rất là dữ dội, bảo vệ cho tới cùng. Nhưng mà trong sự tu tập thì cái gì là quan trọng nhất cần phải giữ? Cô nhớ sư ông có kể một cái câu chuyện mà đã lâu, hình ra có lẽ quý Phật tử cũng đã được nghe quý thầy quý cô kể lại, đó là chuyện bốn bà vợ, phải không? Chắc nghe, biết hết rồi. Đó, thì cái ông chồng có bốn bà vợ, bà thứ nhất đại diện cho thân mạng. Rồi khi ổng chết thì bà cũng đưa được, bà không chịu đưa đi. Cái thân mạng chết rồi phải bỏ. Bà thứ hai đại diện cho tiền của, khi chết rồi bà cũng chỉ đưa tới ra tới cửa, tiền của phải bỏ lại khi mình nằm xuống. Thứ ba là danh tiếng, thì cái bà vợ thứ ba cũng chỉ nói là tôi thương ông lắm, cũng đưa tới mộ thôi. Là những cái tiếng tăm rồi gì thì tới ngang mộ người ta đọc lên lời giới thiệu và chia tay rồi thì cũng hết. Nhưng mà cái bà vợ đầu tiên mà ổng ít có ngó ngàng nhất ấy, thì bà nói tôi nguyện theo ông, ông đi tới đâu tôi đi tới đó. Đó là cái nghiệp của mình đó. Vậy thì nếu mà mình có một cái nghiệp dữ thì mình đi tới đâu cái nghiệp dữ cũng đi theo. Mình có nghiệp lành, mình đi tới đâu cái nghiệp lành cũng đi theo. Vậy thì cái điều đó có quan trọng không? Quan trọng. Nhưng mà mình giống như cái ông chồng đó vậy đó, là cái bà vợ đầu tiên ổng không ngó ngàng tới, ổng chỉ lo chăm sóc cho cái thân này. Mình có chăm sóc cái thân này kỹ không huynh đệ? Chăm sóc đủ thứ cho nó, từ áo quần cho tới các thứ lotion, cho tới đủ thứ, cho tới móng tay móng chân cũng phải chăm sóc nữa, cho tới cái sợi tóc ha. Hoặc là mình chăm sóc tiền bạc, cái ví của mình mà nó mất một cái là mình lo ghê lắm. Hoặc là lo cho danh tiếng mà quên mất có một món không hình không tướng. Đó là cái nghiệp, cái thói quen mà chúng ta đã được nghe, học và tu trong 3 ngày nay. Cái nghiệp do cái gì quyết định? Do tâm quyết định.
Cái gì tạo thành nghiệp cũng là do tâm tạo ra. Thành ra tâm là cái gốc quan trọng. Mà bây giờ xin hỏi tất cả chúng ta có biết khéo gìn giữ cái tâm không? Có biết cái tầm quan trọng của nó vô cùng tận để gìn giữ nó không? Hay là đem nó đi bán rẻ? Ví dụ như một cái tâm bình ổn cần phải gìn giữ. Mà chỉ cần ai đó đi ngang nói: trời ơi chị vô ý lắm nghe không, hồi nãy đổ một cái vũng nước trong bếp không có chịu lau. Là mình cãi liền, mình nói đâu có, tôi từ sáng tới giờ tôi ngồi ở đây, tôi không có vô bếp, tôi không có làm đổ nước. Thì cái người kia nói: chị đổ cho ai đổ, tôi biết mà. Thì bây giờ mình sao? Sẽ cãi. Cãi cho rành rẽ, và trong khi cãi giận đỏ mặt. Vậy có phải là đem bán rẻ cái tâm? Phải không ạ? Và chúng ta có thường làm như vậy không? Có. Tức là mình không biết cái gì quan trọng hơn. Huống nữa là khi giận đó, là ngày hôm qua mình học rồi, nó sinh nó tới mấy thứ bệnh? 8 thứ bệnh, phải không? Là cả thân, cả tâm nó bị mất theo một cái chuyện nhỏ nhặt. Trong gia đình cũng vậy. Đôi khi vì một cái chuyện nhỏ mà cãi cọ. Có một cái câu chuyện, hai vợ chồng ngồi ăn cơm, cái con chuột nó chạy từ bên tủ lạnh qua bếp. Và vợ bà nói: trời ơi, nhà nhiều chuột quá, chuột nó chạy quá chừng, anh thấy không? Nó chạy từ bếp qua tủ lạnh. Ông chồng ông nói: không, anh thấy nó chạy từ tủ lạnh qua bếp. Bà vợ nói: em thấy rõ ràng nó chạy từ bếp qua tủ lạnh. Ông chồng nói: không, từ tủ lạnh qua bếp. Cãi một lát cái ông chồng ông đập bàn cái rầm. Ông nói: bộ con mắt tôi mù hay sao mà tôi không thấy rõ mà bà cãi tôi. Và hai người giận, giận một ngày, hai ngày. Tới bữa sau bà vợ, bà mới nói mình vô lý quá và xin lỗi. Bà nói: em vô lý. Có một con chuột từ bếp qua tủ lạnh mà mình cũng cãi. Cái ông chồng ông nói: không phải, từ tủ lạnh qua bếp. Và họ cãi nữa. Nó giống như một cái chuyện vui cười. Nhưng mà chúng ta cũng thường mắc phải. Vậy thì khéo giữ gìn tâm là mình sẽ thấy cái gì quan trọng hơn là gốc. Cái tâm trong sáng và ổn định hay là những chuyện được mất hơn thua. Nó nằm trong có 4 chữ ha. Được hay mất, hơn hay thua. Mà mình biết bao nhiêu thì giờ tâm lực để đưa tới phiền não, bất an và đôi khi bệnh hoạn nữa. Vậy thì cuối cùng, khi nào mà mình nhận thức rõ ràng đó, là chính mình dại dột làm cho mình khổ, chứ không phải sự việc bên ngoài làm mình khổ, thì ngày đó mình mới không tự làm khổ mình nữa. Ví dụ như cái ly này mà nó có bể, thì mình đừng có đổ thừa tại cái ly bể mà tôi giận. Huynh đệ thấy được chỗ này không? Có 10 cái ly nó bể mà mình khéo gìn giữ cái tâm mình thì không có ai làm động được hết. Nhưng mà mình hay đổ thừa, phải không? Tại ông chồng không có chịu rửa chén, tại con nó làm cái xe hơi bị móp mà tôi mới lên tầng sông. Tại ai huynh đệ? Tại mình dại, mình chạy theo cảnh. Lỡ người ta có nói oan mình và mình giận quá thì đừng có đổ thừa tại người đó vô lý. Tại ai vô lý? Mình có dám nói tại mình vô lý không? Cái chuyện bên ngoài nó vô lý, nhưng mà mình không biết gìn giữ cái tâm mình để giận, cái chuyện đó mới là vô lý.
Ví dụ như tự mình mà làm cho mình lên tăng xong, làm cho mình đau gan, làm cho mình bị viêm phổi vì những cơn giận của mình thì có phải vô lý không? Đó là mới là vô lý, là mình không biết chăm sóc chính mình. Đó. Như vậy, khi nói tới đây là mình thấy mình xoay ngược cái vấn đề lại hết. Bao nhiêu cái đúng sai trên đời, bây giờ mình bỏ qua một bên. Để lo chăm sóc cái tâm của mình. Còn bằng không đó, thì cái tâm của mình mà ai đâu nắm. Ví dụ như người ta khen chị trẻ quá, chị đẹp quá, cái tự nhiên cái mình cười và mình thấy vui. Rồi người ta chê mình những cái chuyện vô lý, cái tự nhiên mình xịu cái mặt xuống. Như vậy là cái tâm của mình ai nắm? Là người ta nắm. Đó. Nhất là huynh đệ mà trong gia đình có gia đình. Ví dụ như bà vợ ở nhà, ông chồng ổng đi đâu về mà ổng bực bội la lối gay gắt, thì bà vợ có thấy buồn không? Bà vợ thấy buồn. Vậy thì cái tâm tình của bà vợ giao hết cho cái ông chồng. Rồi lỡ ông chồng ổng đi cười với ai đó thì cái bà vợ này thế nào? Bà như là ngồi trên lửa. Vậy thì hóa ra là cái cuộc đời vui buồn của mình á, mình giao hết cho người ta. Như vậy là khôn hay dại? Dại. Mà người ta thì làm sao mà mình nói được? Người ta có cái quyền của người ta. Người ta muốn cười với ai đó là chuyện của người ta, mắc gì mình khổ. Nói vậy được không ha? Khi nào mà mình biết cái tâm này quý hơn? Vì nếu có chết rồi thì cái ông chồng đó cũng phải bỏ lại, phải không? Đem theo một cái nghiệp và một cái tâm phiền não hay là bình an. Nếu như vậy thì mình phải xác định thiệt rõ cái chỗ này thì mình mới biết gìn giữ được. Còn bằng không á, là huynh đệ sẽ thấy mình rất dễ để chạy theo những cái chuyện đúng sai, phải quấy mà cãi cọ. Chúng ta có thường cãi cọ vì những chuyện đó không? Có. Như vậy gọi là chưa có biết gìn giữ tâm. Bây giờ muốn gìn giữ đó thì phải biết được đâu là gốc mà đâu là ngọn. Ví dụ như cái bông này mà nó tươi tắn đó là nhờ phía dưới này nó có nước, phải không ạ? Thì cái quan trọng là bỏ nước ở dưới này, đó là gốc. Còn mà xịt xịt nước bên trên á, ví dụ như cô lấy cái bình xịt, cô xịt bên trên mà dưới này khô queo hả, thì cái bông hồng nó có tươi lâu được không? À, nó không tươi được. Thành ra khi mà mình tụng kinh, ngồi thiền, đi chùa, siêng năng mà không biết quan trọng nơi giữ gìn cái tâm cho nó ổn, đừng có chạy theo đúng sai, thì như vậy có phải là xịt nước ở bên trên không? Đó, thấy thì siêng năng đi chùa, nhưng mà ai đụng tới là giận. Không biết mình có giống vậy không? Vậy trở về gốc tâm á, trở về gốc tâm là thường xem xét cái trong này nè, nó ổn hay là nó đang dao động. Đó. Có một cái, đây là câu chuyện hồi xưa. Vương Thạch là một ông quan nổi tiếng của Trung Quốc. Ông rất có uy tín và kinh nghiệm. Thì ông có một người cháu làm tướng ở trong triều. Và cái người cháu này được lệnh vua giao cho cái chức nguyên soái trong cái trận đi đánh. Huynh đệ biết nguyên soái là cái người chính của một trận đánh ngày xưa. Hễ ông này mà thắng trận thì được thưởng
Nhưng mà nếu cái trận thua thì cái ông nguyên soái này thế nào? À, cái mạng sống rất là bấp bênh. Và cái trận đánh đó lại đánh với một cái nước rất lớn và đội quân của họ hùng mạnh hơn cái nước này. Thành ra cái ông cháu này ông rất là lo. Tuy được phong chức nguyên soái mà ông lo ghê lắm. Lo thất thần và ông không biết làm sao hết. Ông chạy tới ông chú Vương Thạch, là một cái người nổi tiếng trong cái lịch sử Trung Quốc đó, xin ý kiến. Thì khi tới gõ cửa xin vào, hai ba phen quân hầu không cho vào. Sau đó thì mới biết là ông chú của mình đang ngồi đánh cờ tướng. Thì người cháu sốt ruột đứng chờ, chờ rất lâu mới được vào. Thì khi vào đó thấy ông chú của mình ngồi cười ha hả bên cái bàn cờ tướng với người bạn, không thèm ngó ngàng gì tới cái ông cháu mà đang sợ sốt ruột này. Ông đánh xong ván thứ nhất, cái người cháu này tưởng đâu mình sẽ được nói chuyện, ông xóa bàn cờ, ông đánh bàn thứ hai. Rồi chờ cho hết bàn thứ hai, ông xóa bàn cờ, ông đánh bàn thứ ba. Và người cháu rất là sốt ruột. Nhưng mà chính trong cái thời gian ba bàn cờ đó đó, thì tự nhiên cái người cháu vì phải chờ đợi đó, thành ra cái tâm nó tự nó lắng xuống. Huynh đệ thấy được chỗ này không? Là cái tâm của mình nó dao động. Nhưng mà đằng nào cũng phải chờ. Cho nên chính cái thời gian đó, cái tâm nó tự lắng. Hết ba bàn cờ rồi, cái ông chú này ông mới cười đứng dậy. Ông nói, à cháu, ngày mai ra trận phải không? Chúc cháu thắng trận. Và rồi ông quay lưng đi vào, không nói tiếng nào hết. Thì cái người cháu này không biết làm sao, nhưng mà tự nhiên chịu cái ảnh hưởng bình tĩnh của người chú. Thấy là ủa sao chuyện của mình thấy quan trọng, mà ổng là tể tướng trong triều, mà ổng thấy bình thường quá vậy. Ổng là tể tướng thì ổng còn phải lo chuyện này hơn mình, mà sao ổng đánh cờ, ổng cười rồi ổng coi như không vậy. Và tự nhiên cái sự bình tĩnh nó trở lại. Ông không coi quá quan trọng nữa. Và cái trận đánh hôm đó nó thắng. Khi mà tin báo thắng trận trở về thì cái người chú ở nhà rất là mừng. Mừng đến nỗi mà ông vỗ tay cười, và khi mà ông đi vào nhà thì ông xỏ lộn cái đôi guốc. À, thì như vậy là ông chú này lo nhiều hay là không lo? Ông lo. Nhưng mà ổng trấn tĩnh, chứ không phải không lo. Và chính nhờ cái sự bình tĩnh coi thường của ổng mà làm cho cái đứa cháu nó bình tĩnh. Và huynh đệ biết, bình tĩnh thì đánh giặc nó mới thắng, hoặc là bình tĩnh thì làm việc nó mới thành. Còn mình cứ nôn nóng thì cái gì nó cũng hư sự. Huynh đệ nấu nướng mà bữa nào mà huynh đệ gấp á, nó có rớt đồ không? Phải không? À, đổ bể hoặc là đôi khi cơm khét. Đó. Cho nên cái tâm mà dao động nó không giúp gì cho mình cả. Mà mình hay bị rớt ở trong cái bẫy. Một là nôn nóng dao động. Hai là giận tức và buồn phiền. Phải không ạ? Mà nó hư sự. Chúng ta có ai không bị rớt ở trong hai cái lỗi đó không? Khi nào mà mình làm gấp á, là nó hư sự hả? Cô thường công chuyện cũng hơi nhiều, thành ra thường thường tới phút chót á, thì công chuyện nó mới xong. Ví dụ như làm giấy tờ hay bài vở, mà khi nào mà gấp á, thì cái máy in nó không có chịu in ra. Bình thường nó work đàng hoàng, mà tới cái hồi mà mình rất là gấp đó huynh đệ, thì cái laptop cái nó treo, nó frozen, nó không chịu làm. Rồi tới hồi mà mình in á, cái nó bị stuck,
nó bị sao. Mà bao nhiêu lần như vậy cô rất là ngạc nhiên. Mà hễ mỗi lần mà nó in không được là cô phải cười bỏ ra, thở hít vô thở ra, yên tĩnh cái máy nó in lại. Không biết cái gì ở trong cái máy mà nó ảnh hưởng hay sao mà cô thấy mấy lần rồi đó. Thành ra từ từ cái không dám gấp ở bên trong nữa. Có gấp tới bao nhiêu cũng phải ráng thư giãn hít thở. Nếu huynh đệ lái xe mà huynh đệ nôn nóng gấp gáp thì sao? Thì rất là nguy hiểm. Nó không đi tới đâu hết, nó đi tới tai nạn à. Thì một cái tâm mà gấp gáp thì nó đi tới đâu? Nó cũng đi tới hư sự đổ bể. Vậy thì bây giờ mình để gìn giữ tâm, điều đầu tiên là mình đừng có thấy cái gì quan trọng quá. Huynh đệ đồng ý không? Có một câu nói rằng bạn hãy buông cái gánh nặng trên tay xuống, chiến chuyến xe lửa đời đã chuyên chở tất cả rồi. Ví dụ như huynh đệ hai tay hai cái giỏ sách bước lên một cái toa xe lửa hay là một cái xe bus. Rồi lên tới trên xe bus rồi mà cứ xách hai cái tay, hai giỏ nặng. Thì người ta nói thôi chị ơi, chị bỏ cái giỏ xuống đi. Rồi tới trạm rồi xách xuống, phải không? Bạn hãy buông cái gánh nặng trên vai xuống. Chuyến xe lửa đời đã chuyên chở tất cả rồi. Chúng ta có cái chuyến xe nhân duyên và nhân quả. Mọi chuyện trong đời sống nó vận hành theo cái nhân duyên và nhân quả. Mình không cần phải gánh nó trên vai. Phải không? Thành ra cứ bình tĩnh. Đó. Cho nên không có gì quan trọng quá. Mình có nói được câu đó không? Tháng trước ở Diệu Nhân nó có một cái ngày tu tập. Thì thường thường đó, quý cô sẽ đặt bàn ăn ở ngoài sân á. Là do cái Diệu Nhân nó nhỏ, cái nhà nó nhỏ, nó chứa không đủ người trong ngày sinh hoạt. Thì hôm đó dự báo thời tiết là trời ngày mai sẽ mưa. Thành ra chiều hôm đó đó là cô phải mời nhờ mấy chú mà Phật tử Nam tới để dựng mấy cái lều á. Dựng dùng cho mấy cái lều để đặt bàn cho Phật tử ngồi. Chứ trời mưa mà không dựng lều thì làm sao mà ngồi ăn. Thì kêu cái chú đó lên. Cái chú nói cô ơi cô lò quá. Bỏ bớt đi. Cái cô mới nói trời không lo sao được. Ngày mai thì người ta tới sinh hoạt. Mà dự báo thời tiết mưa. Thì bây giờ phải lo dựng lều. Phải lo bưng bàn chứ. Thì chú cũng dựng lều dùm. Cũng bưng bàn dùm. Mà chú nói cô ơi cô lo quá. Bỏ bớt. Rồi trước khi về chú cũng nói cô bớt lo lại đi. Cái trong bụng mình hơi tức. Mới nói trời ơi chú, ngày mai sinh hoạt tới chiều nay đó, cô mới nhờ chú dựng lều. Chứ giờ mà không dựng rồi mai mưa lấy gì ngồi. Một lần chót chú nói, cô, không sao đâu, bớt lo lại. Thì trong bụng mình mới nghĩ cái chú này. Nhưng mà quả tình tới sáng mai, cho tới trưa mai, không mưa giọt nào hết trơn. Trời tốt đẹp, thành ra giả như mà không lo mà không dựng lều thì cũng number one, không có vấn đề gì xảy ra. Nhưng mà mình đâu có dám, phải không ạ? Thì ở Đại Hàn có một vị sư bà, đó là sư bà Đa Hằng, dịch ra là sư bà Đại Hạnh. Cái phương pháp hướng dẫn tu của sư bà đó là các bạn hãy giao phó toàn bộ cho chủ nhân không. Có một chủ nhân không gánh vác mọi chuyện.
bạn hãy giao phó toàn bộ cho chủ nhân không? Và suốt cuộc đời sư bà sống theo cái cách đó. Và tất cả mọi chuyện đều thành tựu. Dựng một ngôi chùa rất lớn, mà cái vị đệ tử lớn của sư bà trong tay không có bao nhiêu tiền, người không có, gì cũng không có, nhưng mà giao phó hết cho chủ nhân không. Và cuối cùng mọi chuyện nó thành tựu rất tốt. Chúng ta có dám tin không? Đó. Thì chỗ này gọi là khéo gìn giữ tâm. Tâm á, nó vốn, Tổ Huệ Năng nói sao? Đâu ngờ tánh mình hay sanh muôn pháp, đâu ngờ tánh mình vốn tự thanh tịnh. Nó đầy đủ tất cả. Đó là Tổ nói, mà mình đâu có tin. Mình không đủ lòng tin. Trong khi đó, nếu mà thật sự chỉ cần gìn giữ tâm, thì huynh đệ biết mọi chuyện nó trôi chảy hết. Vì tâm làm chủ các nhân duyên. Huynh đệ có tin không? Mình nghe cái câu mà tâm làm chủ các nhân duyên thì mình tin. Nhưng mà nếu mà phó thác hết cho cái tâm đó để đừng suy tính, thì mình không dám. Như vậy là mình tin cái tâm suy tính hơn là cái tâm chân thật. Phải không? Mà vậy là thi rớt hết rồi. Cái tâm suy tính này là cái kẻ gạt gẫm và dẫn chúng ta đi trong sáu nẻo. Phật kêu là giặc trong nhà. Hoặc là Ngài Ajahn Chah, Ngài kêu đó là cái tâm trộm. Nó trộm hết công đức. Vì cái tâm này nó có cái gốc là cái mạt na chấp ngã, là cái thức chấp ngã trong chúng ta. Mà mình lại ưa tin cái anh suy nghĩ này, mà mình không tin được cái chủ nhân không. Hồi sáng khi mà mình học về cái vacuum, là cái hút bụi đó, huynh đệ có thấy là khoa học người ta ứng dụng cái khoảng chân không là rất là khoa học. Thì bây giờ khi mà tâm của mình nó trả về cái không đó, đó là cái gì nó cũng thành tựu hết á, mà mình không tin. Bây giờ cô hỏi huynh đệ, ví dụ như cái lì với cái nắp. Cái nắp rất là nhẹ đó. Thì ngày xưa mà mình đi học á, mình đi học thì mình được học, nếu mà có một cái quả cầu hai cái phần rời với nhau và để ráp lại, trong này hút hết chân không. Huynh đệ nhớ cái bài học đó không? Hồi mà mình còn nhỏ học á, hút hết chân không. Thì ở bên này cột 16 con ngựa, ở đằng này cột 16 con ngựa. Tại vì ngày mã lực đó huynh đệ, mã lực tức là horsepower, phải không? 16 con ngựa, bên này 16 con ngựa kéo không thể đi được. Là do cái khoảng chân không này đó, nó vì là chân không cho nên cái sức ép đó. Thì ngày xưa mình học như vậy, thì cái đó là khoa học chứng minh. Thành ra cái tâm không hoặc là chủ nhân không là cái quyết định tất cả. Nhưng mà mình không biết giữ gìn tin tưởng nơi cái tâm không đó, mà lại tin tưởng cái sự suy tính này. Thì đây là cái gốc của tất cả mọi điều. Thì mình sẽ nói khó tin quá. Nghe cô nói thì ngó bộ cũng ráng mà tin. Hoặc là nghe chư Phật, chư Tổ nói, thì muốn biết tin hay làm sao không tin á, thì huynh đệ cứ tu tập. Khi huynh đệ tu tập, buông bỏ mỗi một giờ thiền, mình lặng bớt vọng tưởng. Mỗi một khi đi kinh hành, mình bỏ bớt sự suy nghĩ, làm gì biết đó. Lâu dần cái tâm của chúng ta yên lắng, và huynh đệ sẽ
cảm nghiệm được cái yên lặng của tâm. Thì khi mà cảm nhận được cái yên lặng của tâm đó, tự nhiên huynh đệ mới hiểu được tất cả cái hiệu dụng của nó. Còn bây giờ nói thì nghe Phật tổ hoặc thầy cô nói mình tin vậy thôi. Nhưng mà khi nào huynh đệ tự mình cảm nhận được cái đó, huynh đệ mới đủ lòng tin. À, ngày xưa ở thiền viện, tất cả các thiền viện đều có những cái phiên nhập thất. Và nhập thất hoặc là một tháng, hoặc là hai tháng, hoặc ba tháng, hoặc 49 ngày. Thì cuối một cái kỳ nhập thất sẽ đi ra thưa trình với Hòa Thượng. À, mỗi khi có một cái niềm vui hay là một cái nhận ra một cái gì đó, thưa cho Thầy xác nhận đó, thì Thầy nói à, như vậy là con đã đủ lòng tin. Là tin cái gì? Tin tâm mình. Đó. Thì khi mà mình tin được tâm của mình mới là cái quan trọng, quyết định mọi thứ trên đời, thì mình mới biết gìn giữ nó. Còn không á, mình sẽ đem bán rẻ nó cho những thứ phù du trong cuộc đời. Huynh đệ thấy không? Tiền bạc nó cũng rất phù du. Có những người rất giàu nhưng mà chỉ cần một sáng một chiều là khai bankruptcy, có không? Hoặc là tình cảm, à, đôi khi mới thấy mặn nồng đó mà xong rồi chia tay lúc nào không hay, mình không biết. Danh tiếng cũng chỉ cần một vài tiếng đồng hồ sau báo nó đăng rồi là danh tiếng suy sụp mất hết. Vậy thì những cái đó đó, nó đều là những cái phù du, nhưng mà chúng ta lại bị gạt gẫm ở trong đó và đánh mất mình ở trong đó. Như vậy thì khi biết gìn giữ tâm đó, biết đó là cái quý, thì chúng ta thấy mọi việc trong đời mình nhận định nó không có gì quan trọng lắm, và mình tập buông bỏ. Như vậy cái bước thứ nhất là đừng coi mọi việc quan trọng quá. Và cái bước thứ hai, tập buông bỏ, tập cho qua. Mình phải biết buông bỏ và cho qua đó, thì mình mới giữ gìn cái tâm trong sáng được. Còn mà cứ chất chứa thì cái tâm của mình nó đầy nghẹt ở trong và nó bị jam. Cái thứ ba là chúng ta phải tập có những cái giờ mà mình trở về lại với mình, gọi là bớt phóng chạy theo cảnh duyên, trở về lại với cái tâm tỉnh thức, bớt phóng chạy theo cảnh duyên. Ví dụ như một ngày làm việc, huynh đệ thường thường buổi trưa nó có một cái break, phải không? À, sau lunch, sau giờ ăn trưa mình có một cái break. Thì huynh đệ ăn xong, huynh đệ để dành cho mình 3 phút ngồi thư giãn. Đó gọi là nuôi dưỡng cái tâm của mình. Hoặc là đứng chờ trả tiền ở ngoài shopping center. Thì trong khi chờ đợi, thay vì con mắt của mình vòng quanh vòng quất ha, mình đứng, mình yên thư giãn, buông ra hết. Đó là những cách trở về. Còn nếu mà huynh đệ đi shopping, trong khi mà get line để mà chờ trả tiền á, thì huynh đệ làm cái gì? À, coi thử có món gì nữa mua thêm. Và cho nên người ta biết, người ta gần đến cái chỗ trả tiền đó, người ta bày đủ thứ kẹo bánh này kia đó. Hoặc là mình dòm ai mặc cái áo đẹp, người này người kia ra sao. À, mình không có để cho mình được nghỉ ngơi. Vậy thì bây giờ tu không có nghĩa là mất thì giờ gì thêm, mà mình cho phép mình được nghỉ.
Trong một ngày có rất nhiều khi mình phải chờ. Thì khi chờ đó là lúc mình trở về với hơi thở. Như vậy là mình tập mấy điều rồi. Điều thứ nhất là tập chuyện gì cũng không quan trọng lắm đâu. Ở Diệu Nhân có một sư cô mà hay nói cái câu: không sao đâu, trái đất chưa có nổ mà. Phải không? Mình sợ nhất là trái đất nó nổ mình ở đâu. Nhưng mà không sao đâu, trái đất nó chưa có nổ. Phải không cô Bổ? Đó. Thành ra không có gì quan trọng lắm hết á. Giả như mình có chết đi thì mình lại có một cái thân khác, cũng không có gì quan trọng lắm đâu. Phải không? Có hai chuyện quan trọng. Một là trái đất nó nổ, mình không biết sống đâu. Và hai là mình chết. Nhưng mà cũng không sao đâu. Vậy được chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tập buông bỏ. Bỏ cô à, gọi là cho cô à. Chuyện vô lý tới đâu thôi, cho cô à. Người ta khen mình tới đâu, thôi cho cô à. Mà người ta có chê mình, chửi mình thục sình đi nữa, thôi cho cô à. Ai khỏe? Mình khỏe. Còn nếu mà mình không cho cô à, mà mình ăn thua đủ đó, ai mệt? Ai lên tăng sông? Ai bị heart attack? Ủa vậy sao? Vậy đó mà mình cứ chọn cái option thứ hai để làm cái chi? Đó. Và cái bài học thứ ba là thỉnh thoảng nhớ trở về thay vì cứ phóng ra. Huynh đệ thấy cả ngày từ sáng tới tối mình phóng ra. Con mắt, lỗ tai nó cứ tìm kiếm bên ngoài. Thành ra ngưng lại một chút, hít thở. Cái quan trọng nhất của một cái cuộc sống đó chỉ là một cái hít thở. Ngưng thở đi rồi một cái, không còn gì. Mà cứ chạy đi đâu á, mà không biết cái sự sống nơi này. Đó. Nội chừng ba điều đó thôi, huynh đệ đã thấy nó đã giúp cho mình gìn giữ tâm. Nếu mà mình không gìn giữ tâm, mình tranh hơn, tranh thua, thì cuối cùng nó cũng không có đưa tới đâu. Mà một đời đi qua, rồi chúng ta chết đi cũng loanh quanh luẩn quẩn trong những cái được mất. Khi mà mình khéo gìn giữ cái tâm như vậy đó, bỏ bớt những cái không quan trọng, thì dần dà mình mới khám phá ra được có một cái chân thật luôn có mặt. Mà nếu mà những cái kia nó che lấp hết á, mình không thấy. Huynh đệ công nhận không? Cuộc đời của mình nó bị công việc, tiền bạc, giải trí, gia đình, nó là những cái lớp che. Cho nên có một cái chân thật mà mình không biết. Và mình nhỏ, mình lớn lên, mình già rồi mình chết, mình cũng không biết đâu là cái chân thật. Bây giờ mình bỏ bớt, không có gì quan trọng, bỏ, không có phóng chạy nữa, thì dần dần cái tâm của mình nó thoáng ra, nó không có bị che. Thì lúc đó không cần ai chỉ, mình cũng nhận ra được bản tâm. Phải không? Còn bây giờ dù mà có quảng cáo tới đâu mà nó mấy lớp che như vậy, mình có nhận ra không? Không nhận ra. Đó, như vậy tu dễ hay tu khó? Thấy cũng được được. Phải không? Đó. Thành ra cứ đi từng bước. Cái quan trọng là mình có chịu làm hay không.
Đó, khi mà huynh đệ chỉ cần không có gì quan trọng, chuyện đó làm được, mình tập cho qua, thì cái người mà ở gần mình họ sẽ nói: chà, hồi này sao chị dễ chịu quá, sao mà anh dễ thương quá, phải không? Vậy thì khỏe đó, và mình không có bị dính mắc nhiều, thì tự nhiên lâu dần huynh đệ biết mình khám phá ra được một cái rất yên tĩnh nơi mình. Cô có nghe một cái bài nói chuyện của hôm qua, cô có nói tới là Eckhart Tolle nói chuyện với bà Oprah. Huynh đệ biết nghe tên cái bà Winfrey Oprah, phải không? Oprah. Thì cái lớp học đó là một cái lớp học online nè. Và cái số người để mà vào online để nghe đó là 40 triệu người một lúc. Thì trong đó ông có đề cập tới một điều là ông nói ở nơi mỗi người đó nó có một cái stillness. Ông dùng chữ stillness hoặc là một cái deep eye, mình kêu là bản tâm hay là true nature, là tâm chân thật ha. Thì ông dùng chữ the deep eye là một cái tôi thật đó. Thì ông nói khi mà mình sống trong đời sống đó, mà cái tâm nó không có bị che bởi những cái chuyện râu ria rùi bu bên ngoài, thì mình thường ở nơi cái chỗ stillness, gọi là cái chỗ yên tĩnh của tâm. Ví dụ như cái chuông nó như thế này, gọi là still, phải không? Cái bông như thế này, nó là một cái sự ổn định của chính nó, gọi là stillness, là sự yên lắng của nó. Thì cái tâm của mình nó thường dao động hay là nó thường ở trạng thái still? Nó lăng xăng, đúng không ạ? Nó không có chuyện gì nó cũng lăng xăng. Huynh đệ mà ngồi yên được 5 phút, thật ra nó có yên không? Hay là bên trong nó cũng lăng xăng? Đó. Thì khi mà mình nhận cái lăng xăng đó làm mình, và mình nhận cái lăng xăng nơi người làm họ, thì hai bên luôn tranh chấp. Mình ở với nhau mà cãi cọ là vì mình thấy mình buồn, mình vui, rồi mình cãi cọ với người kia. Nhưng mà ông Eckhart Tolle ông nói vậy này: khi mà tâm của bạn mà nó trở về và sống thường với cái chỗ mà yên tĩnh đó, thì bạn sẽ thấy được cái yên tĩnh của người kia. Dù người đó đang giận, đang vô lý, đang gì đi nữa, thì đó là những cái biểu hiện bề mặt của ý thức. Còn cái gốc bên trong của họ vẫn là sự yên tĩnh, và bạn sẽ tiếp xúc với cái sự yên tĩnh đó, chứ không phải với những cái vô lý bên trên. Do vậy mà thế giới hòa bình. Huynh đệ có đồng ý không? Phải không? Vì mỗi một người của mình, cái bên trên của ý thức nó rất nhiều cái sai khác. Ví dụ như cô thích màu hồng nhưng mà quý vị thích màu trắng, phải không? Nhưng mà hồng hay trắng gì chỉ là những cái ý thích bên ngoài, bên trên. Còn ở bên trong của mỗi người nó vẫn có một cái yên tĩnh đó. Hoặc là tất cả quý vị nhìn lên cái bông, có người nói bông đẹp, có người nói bông tươi, có người nói này kia. Cô nhìn cô cũng thấy tùy cái nhận định. Nhưng mà cái thấy của huynh đệ và cái thấy của cô nó là một hay khác? Phải không? Mình thấy bông đó thì bông nó có trắng, có hồng, lá xanh vân vân, nó khác. Tôi thích áo đầm, người kia thích áo dài, người nọ thích quần tây, nó khác. Nhưng mà cái sự nhận biết đó thì nó là một. Và cái nhận biết đó nó luôn yên tĩnh, tự nhiên đó. Thì chỗ đó gọi là gốc tâm. Và chúng ta
phải khéo gìn giữ. Nói gìn giữ tâm là gìn giữ cái gốc đó. Và khi cái chỗ đó nó yên thì mọi chuyện đều yên. Còn bây giờ cả một thế giới, huynh đệ thấy nó hướng ra được mất tranh giành. Các công ty thì nó compete với nhau. Rồi tất cả các thứ nó phóng ra hay là nó trở về? Nó phóng ra. Thì làm sao mà không có chiến tranh? Và mình trong một gia đình cũng vậy. Nếu cha mẹ vợ chồng con cái đều có mỗi ngày 5 phút ngồi yên tĩnh, thì chắc chắn cái không khí trong gia đình nó khác. À, có một gia đình Phật tử ở dưới cô rất là dễ thương, là cứ tối tối con cái học bài xong là ba má kêu hết con cái vô ngồi thiền 5-10 phút. Và cả nhà vô ngồi thiền, mấy đứa nhỏ nó sắp từ lớn tới nhỏ nó ngồi một dãy với ba má nó, mà chỉ cần 5 phút. Nhưng mà ngày nào cũng vậy. Thì huynh đệ thấy đó có phải là một nếp hay không? Thì những cái đứa bé đó khi lớn lên, nó sẽ có chỗ trở về. Phải không ạ? Thì chỗ đó gọi là khéo gìn giữ tâm. Rồi, với cái bài này để chấm dứt cái 3 ngày tu học. À, đó cũng là một cái... lời hứa hẹn với nhau là chúng ta sẽ biết cái chỗ gìn giữ tâm là quan trọng hơn gìn giữ những thứ khác. Để từ đây trở đi lỡ mà cơm, nồi cơm nó có cháy thì mình cũng cười cười, mình nói không sao đâu, trái đất nó chưa nổ. Phải không? Hoặc là chiếc xe mà nó có móp 3 chỗ, chiếc xe mới toanh hả? Mà ai mượn đi mà trả xe về nó móp 3 chỗ thì huynh đệ làm sao? Huynh đệ nói xe móp chứ không phải tôi móp. Được không? Hay là xe móp 3 chỗ thì tôi móp 6 chỗ. Phải không? Đó, huynh đệ thấy nếu mà người ta mượn chiếc xe mình đi mà người ta trả lại không một lời xin lỗi mà cái xe nó trầy, nó chở hết 3 chỗ thì thế nào mình cũng cãi vã, và cái tương giao của hai bên nó móp thành 6-7 chỗ. Vậy thì mới biết là mình rất là dại để chạy theo những cái không đâu vào đâu lắm mà bỏ mất cái sâu xa quan trọng nhất. Vậy thì trong khóa tu này chúng ta học được cũng khá nhiều điều. Chút nữa cô sẽ trả lời lại em cái câu nói rằng mình sẽ quên những lời dạy này hay là nhớ. Ha, chút nữa nhắc cô trả lời. Hồi sáng nó hết giờ rồi cô không nói hết được. Thì có đầy đủ những cái pháp học và cũng nêu ra những cái pháp hành. Phải không? Huynh đệ thấy có ghi chép đó. Thì nhớ thực hiện. Mình thực hiện để cho mình đỡ nặng nề, đỡ dính mắc và tâm trong sáng, thì tự nhiên cái nghiệp của mình nó sẽ chuyển. Nghiệp nhân nó cũng được tốt hơn. Và như vậy mình sáng tỏ được cái gốc tâm. Như vậy mình mới đi theo cái con đường của Phật, mới có thể giác ngộ, giải thoát được. Và chính đó là cái lý do mà chúng ta là một cái người Phật tử. Sáng được tâm mình, giác ngộ và giải thoát. Giờ thì mình hồi hướng đi, rồi để cô chỉ cho cái cách ngồi thiền ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não.
pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Về cái việc ngồi thiền đó thì cô nhớ hình như ở đây cô có chỉ một lần rồi phải không? Có chỉ chưa? Ở đạo tràng này? Có rồi chưa? À thì bây giờ cô chỉ lại. Cái gối này mình gọi là cái bồ đoàn. Đố huynh đệ biết vì sao phải có cái bồ đoàn này? Vì sao mà phải ngồi trên cái cục tròn tròn này? À, vì sao mà ngồi trên này thì nó thẳng lưng mà ngồi dưới sàn nó khó thẳng lưng hơn? À, mình có một cái xương cùng ở đằng sau, người ta gọi là cái tailbone. Thì cái xương cùng đó nó nằm hổng lên trên một chút. Ví dụ như khi mình ngồi trên cái mặt này đó thì cái mông của mình nó đặt ở trên cái sàn, thì cái xương cùng nó hơi hở lên trên một chút. Do đó đó mình ngồi một lát á, cái nó thụng cái lưng xuống. Cái xương cùng cuối cùng của cái cột sống lưng của mình đó. Đó. Thì nó hơi hở lên, đó là cái cấu trúc của thân của mình đó. Thành ra mình để cái xương cùng lên trên này thì cái xương sống của mình nó dựng đứng, nó không có bị thụng xuống. Và cái gối này người ta gọi là bồ đoàn, nó là chữ Hán. Thì ngày xưa khi mà Đức Phật tới ngồi nơi gốc cây Bồ Đề thì có một chú bé chăn trâu, chú cho Đức Phật một cái mớ cỏ và Ngài dùng cái mớ cỏ đó để Ngài lót ngồi và Ngài thành Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề trên cái tòa cỏ đó. Thì đoàn, bồ là tên của cái loại cỏ, còn đoàn là tròn. Đây là chữ Hán, chữ đoàn có nghĩa là tròn, và bồ là cỏ, là một cái gối tròn mà trong nó nhồi cái cỏ bồ. Bây giờ mình nhồi thứ gì cũng được. Thì khi ngồi đó, huynh đệ đừng có ngồi hết trên cái bồ đoàn. Vì nếu mà huynh đệ ngồi hết á, cái mông nó nằm ở đây, rồi hai cái đầu gối của mình ở dưới á, thì nó sẽ bị cấn ở đây và nó giật cái gối tới. Ha? Thành ra khi ngồi đó, huynh đệ chỉ ngồi một nửa cái bồ đoàn thôi. À, và hai cái chân của mình nó ở dưới này thì nó chặn xuống là vừa. Thường cái gối mà lớn như vậy thì huynh đệ không ngồi lâu được. Còn nếu mà huynh đệ muốn ngồi lâu thì thường cái gối của cái người mà ngồi chuyên 1 tiếng tới 2 tiếng nó nhỏ hơn. Nó, cái này thì chắc là cũng cái bề này phải 30, thì cái gối kia nó khoảng 21, 20, 22 thôi. Thì nó mới không cấn hai cái chân. Và cái nguyên tắc ngồi đó là cái trọng lượng của thân này nó một nửa nó ở trên này và một nửa thì nó ở nơi hai cái đầu gối. Thì nếu mà được như vậy đó thì cái thân của mình nó rất là thẳng. Còn nếu mà huynh đệ ngồi hết ở trên này thì hai cái chân nó hỏng, và ngồi một lát cái nó thụng cái lưng xuống và nó buồn ngủ đó. Cho nên khi ngồi, ngồi một nửa cái gối, một nửa trọng lượng của thân nó ở đây, một nửa trọng lượng nó chia cho hai cái đầu gối, thì người của huynh đệ rất thẳng như một cái tam giác cân đó. Hèn thì bây giờ mình ngồi nè hèn, mà khi ngồi xuống đó, huynh đệ dùng hai cái tay để mà feel đằng sau để biết là cái bộ đoàn của mình nó ngay ngắn, nó không có bị chạch qua một bên, nó không có bị ẹo qua trước qua sau qua một bên. Thì khi mà cái bộ đoàn nó ngay ngắn thì cái thế ngồi nó mới vững. Cái tư thế quan trọng lắm. Huynh đệ
có thể ngồi xếp bằng nếu mà ngồi không quen. Còn không thì huynh đệ có thể ngồi kéo cái chân lên gọi là bán già. Có thể kéo cao như thế này. Và cũng hình như cái cục này nó làm bên kia không thấy phải không? Cô bưng cái cục này đi giùm em với. Em bưng cái cục này em để tạm. Để tạm qua bên dưới đất. Để coi đó. Rồi, cảm ơn em. Chút nữa trả lại. Huynh đệ có thể kéo cái chân này lên cao cũng được. Mà không thì mình để ngang ở đây. Tức là ở giữa cái phần bắp vế. Đó. Như vậy cũng được. Đây là ngồi theo kiểu Thái Lan. Còn không mà ngồi kiểu Miến Điện thì bỏ rớt xuống đất luôn. Thì bên Miến Điện người ta ngồi ngang như vậy cũng được, không sao. Còn nếu mà cái người mà đã quen ngồi thì ngồi kiết già, tức là kéo cả hai chân lên. Thì cái tư thế này nó rất là vững. Nó rất là vững. Đó, và đó là một trong những cái tư thế của yoga. Thì khi mà mình ngồi như vậy rồi đó, thì hai cái tay mình để như thế này. Và chỗ này đôi khi nó không có cân bằng, nó sẽ bị chình ha. Thì mình đi kiếm cái gì đó mình lót để cho nó ngay ngắn ha. Mình kiếm cái khăn mình xếp lại thì nó ngay cái tay như thế này. Và cái tay thì thường ở các thiền viện quý cô để bình thường như thế này. Có nơi thì người ta để như thế này. Ví dụ như bên Nhật thì người ta để như vậy. Nhưng mà đối với các cái thiền viện Việt Nam á, thì để bình thường thư giãn. Có nghĩa là trong khi ngồi thiền toàn thân thư giãn. Và hai cái ngón tay cái này nó chỉ chạm nhẹ vào nhau. Nó không có hở ra mà nó cũng không có phải đè vào ha. Nó chạm, vừa chạm nhẹ thôi. Khi mình để như thế này là để ngay chính giữa. Đừng có để xéo qua hàng bên. Hễ mà huynh để mà không để ý đó, mà mình để hơi xéo hàng bên, cái mình ngồi một lát cái nó nghiêng vậy nè. Còn hễ mà mình để xéo bên này, cái ngồi một lát nó nghiêng vậy. Cho nên mình để ngay ở giữa. Và khi mà cô đi giám thiền á, thì có nhiều vị họ không có để ý cái này, cho nên họ để xéo qua hàng bên. Cái họ ngồi một lát, cái họ nghiêng, cái họ xích lại cho thẳng. Cái rồi họ nghiêng, cái họ xích lại cho thẳng. Là khi mà thư giãn đó huynh đệ, thư giãn họ không phải ngủ, nhưng mà họ để xéo cái thân nó nghiêng ở đây, cái họ xích lại, cái thân nó tự xích lại, thành ra mình đi cái mình thấy họ ngồi họ lắc. Thì sự thật chỉ vì một chút cái phần nhỏ như thế này, để ngay ở dưới rúng. Để ngay ở dưới rúng. Rồi con mắt mình nhìn thẳng ra trước khoảng 6 tấc, 6-7 tấc, tùy cái độ cao thấp của mình. Chứ đừng có xa quá. Huynh đệ ngồi thiền đừng nên nhắm mắt. Đừng nhắm. Là khi mà mình nhắm đó, mình dễ rơi trong cái hôn trầm buồn ngủ, hoặc là nó mờ mờ, nó không tỉnh đâu. Huynh đệ mà nhắm mắt một chút xíu huynh đệ ngủ ngon à. Hèn, thành ra đừng có nhắm. Nhưng mà cũng đừng có mở hẳn. Thành ra mình để con mắt nhìn xuống khoảng 6 tấc là vừa. Và khi nhìn, mình cũng đừng có nhìn xéo qua hàng bên. Huynh đệ nhìn mà nhìn xéo qua hàng bên á, thì cái người nó cũng bị nghiêng. Thành ra nhìn thẳng ở trước, cái tay để thẳng ở dưới rung. Răng vừa khích, không có hở. Nếu huynh đệ lưu ý thì cái lưỡi mình để ở chân răng trên. Rồi, như vậy là xong phần chuẩn bị. Trước hết, huynh đệ thở ra bằng miệng, hít vô bằng mũi. Hít vô bằng mũi, tưởng là không khí trong sạch vào khắp châu thân. Cô nói tới đâu huynh đệ làm tới đó. Thở ra bằng miệng, phiền não, cấu uế, bệnh hoạn tiêu trừ. Hít vô bằng mũi, không khí trong sạch vào khắp châu thân. Thở ra bằng miệng,
phiền não, cấu uế, bệnh hoạn, thảy đều tiêu trừ. Hít vô bằng mũi, không khí trong sạch vào khắp châu thân. Thở ra bằng miệng, phiền não, cấu uế, bệnh hoạn, thảy đều tiêu trừ. 3 lần thôi, thì đó gọi là phần chuẩn bị. Khi mà huynh đệ thở ra hết, huynh đệ cảm nhận cái bụng của mình xẹp. Và trong 3 cái hơi thở này, cái thân tự nó sẽ tự điều chỉnh cho tốt. Bây giờ đủ yên tĩnh và thư giãn rồi, thì chúng ta bước vào cái phần thiền chính. Tâm của mình thường nó hay chạy lăng xăng và nó nghĩ đủ thứ, giống như một con khỉ. Cho nên bây giờ mình giao cho nó một cái job, một cái công việc, đó là bắt nó ngồi đây nó đếm, hít vô thở ra đếm 1, hít vô thở ra 2, hít vô ra 3, bằng mũi hết á, hít vô bằng mũi, thở ra bằng mũi 4, như vậy cho tới 10. Rồi trở lại đếm 1, 2, 3, 4 cho tới 10. Đếm vài vòng như vậy thì tâm của mình nó không có chạy lăng xăng nữa. Vậy thì đếm là một cái cách để cho tâm nó không có chạy lăng xăng. Rồi sau khi mà mình cảm thấy tâm nó đã yên rồi thì có thể mình khỏi cần đếm. Mình theo dõi hơi thở, đó là cái phần thứ 2. Hơi thở vô, biết rõ nó vô tới đâu. Bụng phình lên, biết rõ. Rồi thở ra, xẹp bụng, nó thở ra hết, biết rõ. Hít vô, nó vô tới đâu, phình bụng, đầy cái bụng, thở ra, biết rõ. Thở ra hết thì cái thân nó tự hít vô, nó hít vô đầy hết rồi, cái thân nó tự thở ra. Như vậy mình để cho cái thân nó thở, mình khỏi can thiệp vào. Huynh đệ chỉ có theo dõi thôi. Nó vô đầy bụng hết, nó thở ra xẹp, xẹp hết cái bụng, xẹp hết cái nó hít vô. Đó. Rồi huynh đệ nắm được chỗ này chưa? Tức là mình không cần thở để cho cái thân nó thở. Mình quan sát. Đó là 2 bước. Và trong cái việc thở này đó, lâu lâu nó có một cái ý nghĩ khởi lên, mình biết nó đang khởi và để yên cho nó đi qua. Khi có một cái tâm tình khởi lên, nó vừa khởi nhưng cái mình biết, mình để cho nó đi qua và mình vẫn tiếp tục thở. Rồi một ý nghĩ khác nó xẹt lên, mình nhận biết, để cho nó đi qua, vẫn tiếp tục thở. Như vậy ngồi thiền chỉ đơn giản là ngồi thở và không theo các ý niệm, chỉ có chừng đó thôi. Ngồi thư giãn là 1, coi cái thân nó thở là 2, và để cho các ý niệm tự trôi qua là 3. Chỉ có chừng đó. Làm như vậy một thời gian, huynh đệ sẽ thấy, ủa, hóa ra là những cái ý niệm nó chỉ là những người khách.
nó tới rồi nó đi như khách. Vậy thì mình là ai? Hay là mình là cái gì? Lúc đó mình mới thấy ra là mình không phải là ý niệm. Lâu nay mình cứ tưởng ý niệm là mình. Tôi buồn, tôi giận, tôi thương. Buồn, giận, thương là tôi. Thì bây giờ nhờ mình ngồi như vậy này, mình mới thấy nó lên rồi nó đi qua. Vậy thì buồn, giận, thương nó không phải là mình. Nó là những người khách tới rồi đi. Còn mình với cái biết rõ ràng, gọi là tánh biết. Cái tánh biết luôn có mặt. Như vậy ngồi thiền chỉ để sống trọn vẹn với tánh biết. Và không bị gạt bởi mấy cái anh ý niệm và tâm tình. Đó, toàn bộ chỉ có chừng đó. Chấm hết. Vậy dễ hay khó? Phải không? Vậy đó mà tu một đời đó. Huynh đệ thấy dễ hay khó? Mình nói tóm tắt lại là chỉ có ngồi thẳng lưng, thư giãn và thở. Rồi để cho những cái ý niệm nó đi qua, không bị gạt, không lầm nó là mình. Và sống với cái tánh biết. Chân đau cũng biết, thở vô ra biết, niệm khởi biết. Biết không theo thì tự nhiên đó là sống với cái tánh, tánh chân thật của mình. Dễ ủi à, phải không? Cứ nhúc nhích, cứ chuyển không sao. Nó có hai, cái chỗ này nó có hai. Nếu mà mình muốn tự rèn luyện cho mình, ví dụ như mình nói bây giờ tôi quyết định tôi sẽ ngồi 15 phút, thì mình nghĩ 15 phút không dài lắm đâu. Thì mình rèn luyện mình, cho nên mình để cái đồng hồ và mình không nhúc nhích. Thì đó là vì mình chọn cái cách rèn luyện. Thì nếu mà nó đau cái mình biết nó đang đau, rồi mình biết là mình đang muốn nhúc nhích đủ thứ, nhưng mà mình không nhúc nhích, thì đó là một cái cách để rèn luyện mình. Còn nếu mà mình nghĩ là không quan trọng đâu, mình chỉ cần giữ cho cái tâm nó tỉnh, thì nếu mà huynh đệ đau quá thì huynh đệ cứ xả ra sửa. Hoặc là đôi khi mà nó đau vì huynh đệ ngồi sai cái tư thế thì phải sửa thôi. Cái gối nó bị nghiêng đó, thì phải sửa. Khi huynh đệ ngồi như vậy mà nó buồn ngủ quá sức thì biết là cái bộ đoàn của mình nó bị chúi tới trước, huynh đệ phải sửa. Hoặc là huynh đệ ngồi mà thấy là cái vai bên này nó rất là mỏi, nó mỏi vậy đó, thì biết là cái gối nó bị nghiêng về phía bên này, cho nên cái vai này nó mỏi. Cái hễ mà cái gối mà nó nghiêng bên này thì cái vai này mỏi và cái đầu gối này nó đau, và cái chân phía bên này thì nó tê. Đó là nó, cái gối đang nghiêng bên này. Và ngược lại, nếu mình ngồi mà mình nghe cái đầu gối này đau và cái chân bên này tê thì mình biết là phải chỉnh cái gối trở lại. Đó. Hoặc là ngồi mà cứ nghe nó mỏi lưng quá sức là mỏi, mà nó cứ thủng cái lưng xuống thì biết là cái gối của mình nó bị ngã ra đằng sau, thì phải sửa nó lại. Và mình dùng mấy cái ngón tay của mình để mình sửa. Mình sửa lui sửa tới. Còn nếu cuối cùng mà thấy ngồi không yên thì cứ đứng dậy, vỗ vỗ cái gối lại rồi ngồi xuống. Tức là huynh đệ cứ ngồi và tự mình sẽ học ra được cái cách thế nào cho ổn. Dạ. Dạ, cái lưỡi lại là một cái chuyện khác. Thì nếu mà nói một cách nguyên tắc á, thì người ta để cái lưỡi lên trên cái nắp giọng, hoặc là người ta để lên cái chân răng trên.
cũng có một cái lý do là khi mà huynh đệ để đúng cái vị trí đó thì tự nhiên cái tâm của mình nó yên tĩnh hơn. Và để thử đó, khi nào mà huynh đệ ngồi hết sức là đúng tư thế thư giãn thì tự nhiên đó, huynh đệ ngồi lâu huynh đệ sẽ có kinh nghiệm, tự nhiên á, cái thân nó cái thân mình nó hay lắm, nó biết điều chỉnh hết trơn á, nó tự nó điều chỉnh được. Thì tự nhiên á, khi mà mình ngồi đúng lưng thẳng tư thế tự nhiên thì tự nhiên cái răng của mình nó ngậm, cái lưỡi của mình nó ở chân răng và cái gương mặt tự nó có một cái nét cười. Vậy đó, cái cơ thể của mình nó lạ lắm. Nó mình đừng có ép, đừng có dùng cái ý thức để bắt nó cái gì hết á, mình buông nó ra. Nó sẽ tự đâu vô đó. Rất là hay. Thường thường mình dùng cái ý thức nhưng mà cái ý thức của mình nó trật lất hả? Có bữa cô đang ngồi thiền vậy nè, cái tự nhiên cái đưa tay, tự nhiên vậy đó, thấy nó ngứa ngứa, đưa tay gãi cái nó rớt xuống cái hột mụn. Là mình đang ngồi mình đâu có nghĩ cái gì đâu, nhưng mà cái thân á, nó tự biết ngứa. Rồi tự cái tay của nó, mình đâu có kêu nó đâu, nó đi lên nó gãi một cái là nó rớt đúng cái hột mụn. Cái tới ngày mai lại cái cô thấy ở đây nó có, ở đây này nó có một cái mụn cụm cụm, thì tự mình biết á, cái tay nó cứ ưa gãi gãi mà nó chưa chín, nó không có chịu rớt. Và mình cứ ưa gãi gãi mà nó không rớt, cái nó trầy ra. Nhưng mà cái ý thức của mình nó biết đây có một cục mụn, cái nó cứ đưa tay nó gãi và nó trầy, nó không chịu rớt. Huynh đệ thấy cái sai của ý thức và cái tự nhiên của thân không? Cái ý thức nó cứ muốn gãi cho cục mụn nó rớt, nhưng mà nó đâu có rớt. Còn cái kia đó là do cái biết. Tự cái mụn mà khi nó chín á, thì tự nó đụng cái là nó rớt, mà mình đâu có biết đâu, nhưng mà cái thân nó biết, cái tay nó biết. Cái thân của mình nó hay lắm. Thành ra cứ thư giãn, buông xuống, cô gọi là pháp tu làm biến đó. Là không cần làm gì thì cái biết tự nó hiển lộ. Rồi, thì sau khi ngồi xong, huynh đệ sẽ xả thiền như là hồi nãy mình đã xả thiền. Em hỏi cái gì? À, về cái cao hay thấp á, thì nó cũng tùy người và nó tùy cái thời gian ngồi. Ví dụ như khi mà mình ngồi lâu thì ở cái độ cao này cô nghĩ nếu mà ngồi lâu thì cũng không cao lắm. Dạ. À, cũng như là lớn hay nhỏ nó tùy. Ở thiền viện thì quý cô ngồi nó nhỏ hơn để cho nó không có cắn hai cái bắp đùi. Còn nếu huynh đệ ngồi khoảng nửa giờ trở lại thì ngồi cái gối này là vừa. Dạ. Yeah. Dạ, có. Thì khi nào như vậy đó, nó có hai cái nguyên nhân. Cái thứ nhất là cô có hơi tập trung và có kềm tâm ha. Thì cô cứ buông nó ra. Khi mà nó thấy ngứa thì có hai cái option cho mình. Một là cô cứ mặc kệ nó đi, thì một lát cái cảm giác đó nó tiêu mất. Còn cái thứ hai mà muốn gãi thì cứ đưa tay lên gãi. À, dạ, đó là cái cảm giác của thân. Nó vậy đó. Dạ, nó sẽ như vậy. Nhưng mà tùy mình. Ví dụ như nếu mà đó chỉ là một cái cảm giác giả chứ không có thật, thành ra tùy mình. Nếu mà cô thấy khó chịu quá thì cô cứ gãi cái là nó hết. Còn nếu mà không muốn gãi, mình biết nó không thiệt, thì mình cứ để yên lát nó hết. Tùy mình. Dạ, nó không có cái gì quan trọng hết á. Cái quan trọng là cái tâm của mình nó bị vướng hay không thôi. Dạ. Vậy ha, thôi để trả lời mấy cái câu cả hôm thôi hết giờ. Mong là quý vị
đã học cái cách ngồi thiền rồi thì nhớ mà ngồi thiền mỗi ngày ít nhất là 5-10 phút. Nếu mà cả hết trong đây quý vị ai cũng ngồi được một ngày 5-10 phút thì như vậy là cái người mà tổ chức khóa tu này chắc là sẽ rất là vui. Còn nếu huynh đệ học xong rồi đi về cái thấy lu bu công chuyện, không có tu tập thì sẽ rất uổng. Vì không có ai tu thay cho mình cả. Không có ai giúp cho tâm của mình yên tĩnh hay sáng đâu. Mình phải tự làm, tự tu. Dạ, rồi mời cô Bổn, em nhắc giùm cho cô Bổn cái ghế. Bây giờ mình cái thời gian còn không nhiều. Kính bạch ni sư, trong lúc con ngồi thiền, có lúc con thấy như có luồng khí ra khỏi thân rất nhẹ và không còn thấy hơi thở, như mình vào không gian. Có lúc thấy như trên cao nhìn xuống ruộng đồng, con trở về hít thở, cố hít thở thì không thấy hơi thở, và con mở mắt ra sợ lạc thiền. Kính xin ni sư giúp con hiểu con có lạc thiền không? À, khi mà mình ngồi thiền đó, mà mình nhắm mắt á, và mình tập trung, hoặc là tập trung hơi thở, hoặc là tập trung vô mũi, có một cái sự tập trung á, thì thường nó phát sinh các cái trạng thái. Nó phát sinh các trạng thái. Là vì huynh đệ biết, ví dụ như con mắt của mình đi, mà nếu giờ ha, cô ngồi đây mà cô cứ nhìn cái bông, mà cô nhìn chăm, không có chớp mắt, chừng một tiếng đồng hồ, cô có hơi khó chịu không? Phải không? Con mắt nó cũng khó chịu. Thì cái khó chịu này có phải vì con mắt hư không? Không phải vì gì hết, mà vì mình chuyên chú. Thì ngồi thiền cũng vậy. Nó có hai cách ngồi, hai cách thiền. Một là người ta gọi là cái thiền của tự tánh, là cái cách mà cô hay nói đó, là thư giãn và cứ rõ biết. Đó là trở về với cái biết của tự tâm. Còn cái cách thứ hai là thiền trên một cái đề mục. Ví dụ như mình chăm chú trụ tâm ở đây, hoặc trụ tâm ở mũi, hoặc là trụ tâm ở rúng, hoặc là có một cái, hoặc là mình theo dõi hơi thở, nhưng mà trong đó nó là một cái sự tập trung. Thì cái tâm tập trung đó đó, nó sẽ làm cho cái tâm nó hơi mệt, và do cái hơi mệt đó nó phát sinh ra các trạng thái. Huynh đệ có hiểu được chỗ này không? Cô nói lại, một bên á là hoàn toàn thư giãn tự nhiên, và mình cái rõ ràng thường biết của tự tâm. Còn một bên là có hơi tập trung. Ví dụ như hồi nãy đang nói chuyện hơi thở, nếu mà mình buông nó ra thì cái thân nó tự biết, cái biết nó tự biết, không phải tập trung mà vẫn biết. Ví dụ như huynh đệ ngồi nghe cô như vậy, huynh đệ cũng không cần tập trung nhiều lắm, chỉ cần không có sao lãng. Hoặc là mình nghe cái tiếng máy, phải không? À, mình nghe tự nhiên. Còn ở đây, khi thấy có một cái luồng khí, hoặc là thấy hơi thở, hoặc thấy như là trên cao nhìn xuống, có người họ thấy, ủa sao mà tự nhiên cái thân mình nó nhỏ như hột bắp, hay là có người nó thấy đủ thứ, thấy đủ thứ. Thì tất cả những cái này là những tướng trạng do cái tâm tập trung một chút mà nó hình thành. À, vậy thì khi gặp như thế này phải làm sao? Là biết là không có gì quan trọng, và cứ trở về cái hơi thở bình ổn của mình. Có nghĩa là không có gì quan trọng. Ví dụ như mình đang ngồi học, bây giờ bên kia người ta trỗi nhạc, thì không có gì quan trọng, thì nó không thành vấn đề. Vì cái chuyện mà người ta mở nhạc ra là chuyện của người ta, phải không?
Thì khi mình ngồi thiền mà mình thấy hơi thở mất đi, hoặc là thấy có người có cảm giác như là mình mất cả tay và mất cả chân, không biết cái tay cái chân của mình ở đâu nữa, thì tất cả những cái cảm giác đó, đó nó cũng giống như cái tiếng nhạc ở ngoài vậy đó. Tiếng nhạc thì ở ngoài, còn cái cảm giác bên trong, nhưng mà đều là những sanh khởi, không có gì quan trọng. Thì hễ mà mình không quan trọng cái nó đi qua, giống như là cô nói thấy có con gì bò vậy đó, thì nếu mình không quan trọng lát nó hết à. Thì thiệt ra đó chỉ là những cái ảo giác hay là những cái trạng thái nó khởi ra, không có gì quan trọng, thì nó đi qua. Vậy thì lạc thiền hay không lạc thiền là do mình đặt vấn đề với nó. Ví dụ như trời đang nắng, cái tự nhiên có một cái đám mây và nó che, nó hơi tối lại, chuyện đó có quan trọng không? Nó vẫn có một cái bóng. Hoặc là trời đang bình ổn, cái tự nhiên nổi gió và trời mưa, thì đó là chuyện của trời đất. Huynh thị có hiểu ra chỗ này không? Không cần đặt vấn đề. Thì nó mưa một lúc thì nó hết mưa. Thì mình ngồi mà nếu mà mình có cảm giác như thế này hay như thế kia, thì đó là chuyện của cái thân và cảm giác, còn mình là cái biết. Huynh đệ thấy rõ chỗ này không? Đó. Hồi đó cô nhập thất, thì có trong thất mà nhập dài á, ví dụ như nhập một năm rưỡi, hai năm chẳng hạn, thì nó có rất nhiều những cái biến chuyển. Thì có người họ ngồi vậy đó, cái tự nhiên họ nói chết rồi, tay chân mất đi đâu hết trơn rồi. Có người cảm giác như là mình bay lên một khúc. Còn có người thì nhìn suốt ra khỏi cái vách ngoài kia. Có người thì nghe cái tiếng rất xa. Có người thì ủa, sao không thấy gì hết, thấy còn cái xương sống không hả? Tức là đủ thứ. Hoặc là có người thì thấy hiện ra trước mắt cả một cái bộ xương. Thì mới hỏi Hòa Thượng. Hòa Thượng nói không có gì hết. Đó là những tướng trạng thay đổi của một cái tâm thức. Vậy thôi. Rồi nó đi qua. Giống như trời đất có khi nổi gió, có khi mưa, có khi rơi tuyết. Mình có quan trọng lắm không? Không sao hết. Dạ. Việc của mình là mình làm. Việc của mình là gì? Biết rõ và thở đều. Việc của một người ngồi thiền đó là rõ biết và tựa ở trên hơi thở. Đó. Ví dụ như mình ngồi đây, việc của mình là ngồi học. Còn chuyện nhạc bên nó đó, nó có muốn nổi nhạc hay là như hồi trưa, nó có nói cái gì, nó có hét cái gì, đó chuyện của họ. Phải không? Cái quan trọng là mình đừng có chạy qua bên đó mình coi. Mình không cần đóng, cũng chẳng cần gì hết. Miễn là mình đừng có mở cửa, mình chạy qua bên kia, mình ngồi nghe. Nói vậy thôi. Thành ra nếu mà mình có thấy cái bộ xương hay cái gì mà mình khởi tâm sợ, thì đó gọi là chạy đi theo. Nhớ cái chỗ của mình là rõ biết và thở đều. Chuyện gì cũng qua hết á. Có chừng đó thôi mà rất hay. Hồi đó cô có một cái ông bà con ổng ở trong quân đội đó, thì trong cái đại đội của anh đó đó có một cái người họ rất giỏi thôi miên. Ổng đó ổng thôi miên rất giỏi và ổng thôi miên được mọi người. Thì có một cái anh đó cũng chỉ là lính thường thôi mà anh ngồi thiền nhiều nhiều năm. Và khi ngồi thiền, anh chỉ ngồi yên trở về hơi thở. Thì anh này mới thử, mới nói anh giỏi, anh thôi miên tôi đi. Vậy đó mà người kia không thôi miên được. Ông này chỉ có ngồi và thở đều và rõ biết. Huynh đệ biết cái rõ biết đó đó, không có một cái lực nào mà lay chuyển được đâu.
mà nó tựa trên một cái hơi thở của hiện tại với một cái tâm bình thường, mà cái người kia không thôi miên được. Thành ra mình không có gì để sợ hay là không sợ, mà mình việc mình làm. Còn bên kia có nhạc hay có gì đi nữa, đó là việc của người ta. Mình không bực mà mình cũng chẳng theo. Thì với những trạng thái thiền đều như vậy. Tuy nhiên, khi mà nó có những trạng thái này, chứng tỏ là ngồi thiền mình có một sự tập trung. Thì cái thiền mà như quý cô đang theo, nó không có tập trung, mà nó là cái rõ biết của tự tánh hay là tự tâm. Ví dụ như quý vị ngồi nghe cô nói nhưng mà cũng nghe nhạc, phải không? Là vì mình có cái tánh nghe thì mình nghe. Như vậy khi ngồi thiền mình không cần làm gì thêm, cũng không cần tập trung, nó đã tự biết. Chỉ có điều là mình đừng có bị duyên ra. Việc của mình là mình giữ, đừng cho có gọi là bị tán tâm đó. Đó. Còn nếu mà mình có hơi kềm thì nó mới có trạng thái. Còn nếu mình không kềm tâm thì không có gì hết. Hễ mình kềm thì nó mới phát sinh trạng thái. Giống như cô cứ đưa cái tay vậy một lát á, thì tự nhiên trong này nó sẽ mỏi. Còn nếu mà cô nghỉ tay như vậy thì đâu có chuyện gì. Huynh đệ hiểu được chỗ này ha. Rồi. Hôm nay con được sư dạy bỏ hết rác trong tâm. Cái gì nghe thấy của một ngày thì bỏ qua, đổ rác cả xấu lẫn tốt. Như vậy là để trở về chân tâm Phật tánh bổn lai của con, có phải không? Như vậy là tâm con không ở trong, không ở ngoài, mà nó chạy theo sắc trần cảnh trần. Nói chung là sắc trần cảnh làm cho tâm con nhập vào, bị lôi cuốn thọ ái. Vậy làm sao con tách rời tâm nếu không có năm uẩn này? Vậy tâm con ở đâu vậy sư? Chú thiện giác hay gì đó trả lời dùng câu này coi. Chú giác tánh. Chú giác tánh. Đọc lại nè. Nếu mà bỏ hết, đổ rác hết, trở về chân tâm Phật tánh, thì tâm không ở trong, không ở ngoài, mà nó chạy theo sắc trần cảnh trần, làm cho bị lôi cuốn vào thọ ái. Làm sao tách rời tâm nếu mà không có năm uẩn này? Vậy là tâm con ở đâu sư? Cô coi cô trả lời nè. Thật sự là cái tâm á, là lúc nào mình cũng có. Và nếu mà mình chú trọng nó đó, thì bị cái bụi trần nó che lấp cái chân tâm. Tức là chân tâm là không không có rời mình. Lúc nào nó cũng là hiện hữu ở chính mình. Nhưng nếu mà mình chú ý nó hay gì đó, thì cái đó là cái tướng của cái tâm, của cái vọng tâm nó che lấp đi. Thành như mà mình muốn thấy đó, muốn trở về với cái chân tâm của mình đó, thì mình buông nó ra hết. Buông nó ra hết thì có nghĩa rằng cái chân tâm của mình nó đang hiện hữu. Hình như đó là lý do mà ông Lục Tổ nói đó, đừng nghĩ thiện, nghĩ ác, thì cái gì là bản lai diện mục, tức là cái chân tâm của mình đó. Tức là khi mình suy nghĩ, tức là có một cái gì, cái chân tâm của mình nó là một cái trạng thái luôn luôn là nó sống động và nó không có giới hạn. Còn khi mà mình suy nghĩ hay gì đó là nó đi vào cái tương đối rồi. Thành như khi mà trả lời với cái câu đó của cô hỏi đó, tức là cái đó là cái sự suy nghĩ mình đặt ra. Khi mình có suy nghĩ, tức là mình đã chặn đứng được cái chân tâm mình rồi. Thành như mà khi thiền á, luôn luôn là người ta là nói mình buông ra hết đi, buông hết thì đừng suy nghĩ là vậy. Đó là cái câu trả lời của ông. Dạ, cảm ơn chú.
Thật ra cái câu hỏi này nó cũng hơi nó rối hai ba ý trong một chỗ. Thì bây giờ cái thì giờ của mình không còn nhiều, và cô Tâm Hạnh có yêu cầu là mình ngưng sớm 15 phút đó. Thành ra thôi thì cho cô ngắn gọn, cô gút lại những cái câu hỏi này nha. Như chú Giác Tấn có nói thì đại khái là cứ buông cái tâm ra, phải không? Buông cái tâm lăng xăng ra thì nó không ở đâu cả, và mình không mất công phải coi nó ở đâu, vì tâm thì luôn luôn hiện tiền ở đây. Chỉ có đừng có lăng xăng, đừng có dính mắc, đừng có bị dính theo thọ ái trần cảnh. Có nghĩa là nó dính tới đâu mình biết. Khi nó sắp sửa dính trần cảnh và thọ ái, mình biết. Thì cái biết đó chính là tâm. Và nó không cần nói ở đâu. Vậy là được rồi ha. Đó, nó dính ở đâu mình biết. Nó chạy theo thọ, theo ái, lôi cuốn mình biết. Thì ngay cái biết đó là tâm. Không cần hỏi nó ở đâu hay là cái gì. Vậy ha. Rồi. Con được nghe một vị sư nói, nếu con muốn tu thiền, nếu con muốn tu thiền thì phải nên có thầy chỉ dẫn. Hôm nay con may mắn được sư dạy cách ngồi thiền, vậy về nhà con tập ngồi như sư dạy, vậy là con học đủ chưa sư? Hay con phải tiếp tục đi tìm thầy dạy nữa? Con sợ bị tẩu hỏa nhập ma nếu mà con tự tập ở nhà, vậy thì sư chỉ cách cho con tiếp tục ạ. Câu này thì dễ, thì thôi cứ như vậy đi, cứ tập đi ha, sang năm trở lại gặp lại hỏi nha. Còn bây giờ chỉ như vậy là khá rõ, cứ y như vậy mà làm. Cũng không cần phải tiếp tục đi tìm thầy dạy nữa, là vì nếu mà mỗi một vị thầy dạy mỗi cách á, thì e là tẩu hỏa nhập ma, mình không biết đường đâu. Thì cái cách này cô nghĩ cô tu 40 năm rồi mà chưa tẩu hỏa nhập ma thì có thể cũng tốt đó ha. Quý vị cứ làm theo, và khi mà sư ông Trúc Lâm chỉ dạy thì quý vị cứ làm. Kính bạch sư, cho con mạo muội, con học Phật tay ngang, nghe Pháp ở trên YouTube, nhưng con nghe một vị sư nói, nghe máy giảng chỉ là ma giảng, còn nghe live và của sư giảng là thiệt. Như trong đạo tràng hôm nay là nghe bằng chính tâm của người giảng thì có hiệu lực hơn, như vậy có phải không sư? Con may mắn được nghe trên YouTube nên hiểu được Phật Pháp. Con đến đây, con hỏi được những gì con nghe, làm cho con mở mang thêm trí tuệ. Nếu không có YouTube thì con lại quên đi những bài giảng. Như vậy là sao? Thiệt ra thì trên YouTube nó có đủ thứ. Nó đủ thứ. Nó có Phật và nó có ma. Phải không ạ? Và nó có vô số giảng sư. Vậy thì mình cũng phải có một chút mình cũng phải chọn, phải không? Dạ. Dạ, thành ra ma hay là Phật thì nó tùy. Trên đó nó cũng rất nhiều những cái bài pháp để dẫn mình vào đạo. Và cũng có những cái thứ nó dẫn mình đi xa đạo. Cái này khó nói thôi, thì cứ sao? Dạ. Ví dụ như ở đây có đạo tràng có thể tin tưởng được thì huynh đệ cứ tới đây nghe pháp. Đại khái đi, mình cứ chọn cái dễ dễ có sẵn trong tay ha. Và những cái vị thầy mà hiện nay chân chánh mình có thể kể tên ra, ví dụ thầy Nhất Hạnh, Đức Đạt Lai Lạt Ma, thầy Thanh Từ, ít ra đó là ba vị lớn mà mình biết không lạc đi đâu hết. Mà nội nghe pháp ba vị đó không là cũng đủ cho quý vị nghe mệt nghỉ rồi đó. Đó.
Bạch sư, khi ngồi thiền con phải tập trung vào hơi thở. Con thấy tâm con bắt đầu nghĩ lung tung, con kéo lại rồi đếm hơi thở. Sau khi con đếm hơi thở, biết được hơi thở rồi, con phải làm gì? Sao huynh đệ? Vậy là hồi nãy cô đã chỉ rồi, phải không? Biết hơi thở, đếm hơi thở, hồi nãy cô chỉ khá rõ, nó chỉ là một cái phương tiện. Và ngay trên cái nền của hơi thở, cái việc chính của ngồi thiền là nhận ra những sanh khởi của ý niệm, rồi để cho nó đi qua. Chính cái đó là cái chính của việc ngồi thiền. Như vậy, ngồi không phải để thở hay là đếm, mà mượn hơi thở để mình dễ nhận ra sự sanh khởi của các vọng tưởng và để cho nó đi qua. Và bản thân của hơi thở đó là mình, hơi thở nó luôn luôn có mặt và nó rất là đều, không bao giờ vắng mặt. Do đó, khi mà mình biết rõ hơi thở chính là hằng sống với tánh biết. Cái hơi thở không phải là chính đâu, mà cái chính là do nhận biết hơi thở là mình đang sống với tánh biết. Huynh đệ nhận ra chỗ này không? Ví dụ như quý vị mà nhìn lên mà thấy cô rõ, có nghĩa là con mắt của quý vị tốt. Thành ra cô chỉ là một cái để cho quý vị biết là con mắt của quý vị tốt. Và cái con mắt đó mới quan trọng, đúng không? Ví dụ như mình nghe âm nhạc và đồng thời mình nghe bài pháp, thì âm nhạc hay bài pháp đều là cái phụ, mà cái chính là nhờ nghe như vậy biết cái tai của huynh đệ, cái nghe nó tốt. Thì cái nghe đó mới quan trọng. Còn nhạc hay là lời kinh hay là tiếng chửi hay lời khen, đó là cái chuyện bên ngoài. Vậy thì ngồi thiền mà trở về hơi thở là chỉ để biết cái tánh biết của mình nó thường có mặt. Như vậy không phải là để làm gì nữa, mà chính là cứ ngồi như vậy. Lâu dần đó, tâm nó yên lắng và huynh đệ mới không còn cái thói quen chạy theo vọng tưởng. Như vậy cái mục đích của mình ngồi thiền ấy, là để mình làm quen trở lại với một cái biết trong lặng và bớt đi cái thói quen chạy theo vọng tưởng. Chứ không phải thêm cái gì, không phải bớt cái gì hết á, mà đổi một cái thói quen gọi là chuyển nghiệp đó. Không biết huynh đệ có nhận ra chỗ này không? Đừng có nghĩ là mình ngồi một tháng, một năm, hai ba năm mà tôi không có chứng đắc cái gì. Không có gì để chứng đắc hết, vì mình đã sẵn một cái tánh biết. Nhưng mà lâu nay mình chạy theo vọng, thì bây giờ mình ngồi để bớt cái thói quen theo vọng và ngồi thở vô biết, thở ra biết. Chính là mình đang sống với một cái tánh biết không thiện, không ác, không phải, không trái. Đó. Thì mình tưởng đâu là nó hơi nhàm chán, nhưng mà chính cái đó là cái trở về với cái tâm Phật không sanh, không diệt. Con nghe mấy sư giảng là phải quán sinh tử, như vậy tiếp tục để tâm suy nghĩ. Giả sử nếu mình chết thì như vậy là để tâm tưởng tượng nếu mai tôi chết. Vậy thì đâu có cột được tâm. Nhưng nếu không quán tưởng thì đếm hơi thở vô ra, có nghĩa là khi hít vô biết nó vô, khi thở ra biết nó ra. Như vậy đếm hoài đến khi nào vậy sư? Đếm hoài đến khi nào? Thì như vậy, khi mình nghe những câu hỏi đó, thì cái điểm cho thấy rằng khi tu tập mình mong có một kết quả. Phải không? Mình không biết là mình phải đếm cho tới khi nào đây, rồi tới cái gì nữa. Đó, thì cái tâm đó đó, thì phải biết là mình tu để mình trở về với cái có sẵn, chứ không phải để kiếm thêm một cái không có. Chỗ này nó hơi khó nhận ra là cái tánh Phật nó sẵn trong mình,
nhưng mà mình bỏ quên đó, thì bây giờ mình trở lại mình sống với nó. Và do đó huynh đệ cứ tự yên lặng, cái ý nghĩ mà khởi rồi bây giờ sao nữa, rồi bây giờ làm cái gì nữa đây, thì đó là một vọng tưởng mà mình nên nhận ra rồi để cho nó đi qua. Rồi ngồi một lát nó sẽ nghĩ, ồ mình đếm gọi cho tới bao giờ vậy, thì đó là một vọng tưởng, để cho nó đi qua. Huynh đệ thấy được chỗ này không? Thì tập dần như vậy đi, huynh đệ mới cảm nhận được có một tâm trong lặng. Và huynh đệ sẽ có được, lúc đó đó mình mới cảm nhận một cái sự khinh an, một cái tâm nhẹ nhàng mà không ai cho mình được hết. Nói tóm lại đi là cứ bền bỉ tu tập rồi tự mình sẽ chứng nghiệm. Nó giống như một người tập thể dục mà mình cứ dở tạ lên xuống, mà mình mới dở được có 2-3 cái thì mình nói ủa sao chưa thấy bắp thịt, rồi dở 2-3 cái rồi mình nói ủa sao thấy cái tay có thay đổi gì đâu, rồi dở 3-4 cái mình nói vậy là mình phải dở tới bao nhiêu cái, thì như vậy không được, phải không? Huynh đệ chỉ cần tin tưởng cái người huấn luyện viên, họ nói là anh tập tạ thì cứ tập tạ. Thì huynh đệ tập như vậy 1 tháng, 1 năm thì có bắp thịt không? Có. Không cần hỏi nó cũng có. Cho nên cứ tập đều đặn, không cần hỏi. Được rồi ha. Rồi. Con có một cô bạn đạo Chúa, nhưng tâm cô luôn đau khổ vì oán người này trách người kia. Con như thùng rác, mỗi ngày đều như vậy. Con thích nghe pháp nên đôi khi không có nghe phone cô ấy. Như vậy con có tội không thưa cô? À bây giờ là cái chuyện của mình hay là chuyện của cô đó? Ví dụ như cô đó thì cô hay oán trách. Và mình thì giống như là cái thùng rác, hễ mà mình nghe trách móc cái gì thì nó chạy vô hết trong cái thùng của mình. Thành ra mình không muốn nghe phone của cô đó nữa, thì như vậy có tội không? À thì mình có quyền chọn cái hạt giống cho mình. Ví dụ như mình nghe những điều đó nó hơi vô ích, nó trách móc, thì dần dần mình tránh đi. Trừ khi mà mình phát cái tâm Bồ Tát là mình muốn cho người ta chia sẻ để mà mình giúp cho người ta đỡ buồn và mình hướng dẫn người ta, thì mình phải có bản lãnh. Đó. Còn nếu mà nhắm là mình chưa có bản lãnh thì mình có nhiều cách để tránh. Ha? Thì mình không nghe những chuyện trách móc thị phi là tốt. Nhưng mà mình nếu có một người bạn như thế này thì mình cũng nên giúp họ bằng cách này hay cách khác để cho họ có thể không biết làm sao đó, để cho họ biết là những cái oán trách này nó chỉ khổ thôi. Nếu mình là một người bạn tốt thì thay vì là mình nghe để chứa vô thùng rác của mình sẽ tự mình vững mạnh rồi mình giúp cho người ta đổi đi cái cách sống đó. Rồi bây giờ trở lại cái câu của em hồi sáng, em hỏi là nếu mà cuối ngày mình đổ thùng rác, vậy là đổ hết các bài pháp này luôn. Thì thật ra là như thế này nè, cái mà đổ rác á, là đổ những cái chất chứa và dính mắc. Ví dụ như trong cái máy tính của mình nó sẽ có những cái data, tức là những cái dữ liệu mình đưa vào. Thì những cái bài pháp này nó chỉ đưa vào những cái data, những cái dữ liệu, những cái info. Thành ra nó không thiện, không ác, vô thưởng, vô phạt. Còn cái mà nó dính mắc và làm khổ mình á, là cái buồn, phiền, lo lắng, giận, hờn, thương, ghét. Thì cái đó mới là cái rác cần phải đổ. Đó. Cho nên cuối một ngày mình đổ hết những cái tâm tình, người ta gọi là tâm sở đó, tâm tình buồn giận thương ghét đổ hết. Còn những cái dữ liệu này á, nó là những cái thông tin
Ví dụ như cô đang có một vấn đề khó khăn cần phải giải quyết mà cô chưa giải quyết được, thì có nghe hơi lo, thì tới khi đi ngủ đó, cô đổ rác. Có nghĩa là cô đổ cái lo, nhưng mà cái vấn đề cần giải quyết nó thuộc về trách nhiệm của cô, thì tự nhiên ngày mai cô vẫn tiếp tục để giải quyết thôi. Phải không? Chứ mình có đổ thì nó cũng đâu có đổ được. Cho nên đổ là đổ cái tâm lo, tâm sợ, những cái dính mắc. Ví dụ như quý vị có con, phải nuôi con ăn học, phải lo lắng cho con. Đó là cái việc tự nhiên. Nhưng mà kèm thêm bên cạnh đó, mình bực, mình lo, mình thương, thì đổ cái đó đi. Huynh để hiểu được cái chỗ này, phải không? Đó. Do đó vẫn làm trách nhiệm, vẫn làm bổn phận, nhưng mà không thêm cái sầu lo phiền muộn, thì tự nhiên nó khỏe. Dạ. Hết những câu hỏi và cũng hết giờ, thì chấm dứt 3 ngày ngồi thiền. Rất cảm ơn quý huynh đệ đã có được 3 ngày tu tập chung với nhau. Và khi cô nhìn cái cách huynh đệ nghe pháp thì thấy rõ là huynh đệ có một tâm tha thiết với sự tu tập. Ô xin lỗi, trên mày còn có 2 câu nữa. Giờ có cho trả lời luôn không? Cả không thôi cái người nào đây họ kiện. Kính bạch ni sư, xin từ bi giảng dạy cho con, người tu thiền khi hết thọ mạng thì về cõi nào? Tức là một người niệm Phật A-di-đà thì sinh về cực lạc, phải không? Còn một người tu thiền mà hết thọ mạng thì đi về đâu? Đi về đâu? À, thì thế này, cái câu này là ngày xưa có một người hỏi Phật, mà cô nhớ cô có nói là nếu mà cái cây này mà nó nghiêng thế này á, mà buông cái tay ra thì nó đi về đâu? À, nó rớt theo cái hướng, nó rớt theo cái hướng của nó. Vậy thì sống như thế nào thì chết cái tâm thức đó nó tiếp tục. Vậy thì một người tu thiền mà lơ mơ, tức là theo vọng, dao động, thì khi chết nó phải ráng chịu thôi. Ví dụ như ngay cả quý thầy, quý cô tu thiền mà tâm nó dao động lăng xăng thì chết cũng phải dao động lăng xăng. Vậy thì nếu mà khi sống mình tỉnh thức, sáng suốt, biết rõ, thì khi chết cũng tỉnh thức, sáng suốt, biết rõ, thì tự cái tâm thức nó có đường để nó đi, không phải ngại. Cái sáng suốt và biết rõ nó như là một cái gọi là trí tuệ đó, nó như cái ánh sáng. Thì hễ mà nó sáng thì tự huynh đệ biết đường huynh đệ tránh, mình biết đường để mình đi, khỏi ai nói. Đó. Chỉ có biết, chỉ có ngại là mình có tỉnh sáng trong khi sống hay không. Không cần phải lo chết như thế nào, mà lo là khi sống mình như thế nào. Thì cái cây hễ sống làm sao thì chết vậy. Cho nên hết thọ mạng nó sẽ tiếp tục cái tâm thức đó. Nếu nó tỉnh thì nó đi theo đường tỉnh, mà nếu nó mê thì nó đi theo đường mê. Thì người tu thiền là người tu cái tâm tỉnh thức, mới gọi là người tu thiền. Khi lục căn không còn hoạt động khi chết, Phật tánh thể hiện ở đâu? Huynh đệ, cái Phật tánh là cái tánh biết. Và cái tánh biết này nó chỉ đi qua cái cửa của giác quan. Nó ví dụ như thế này, trong này nó có cái ánh, cái đèn sáng, và nó qua cái cửa để nó chiếu ra ngoài. Thì giác quan chỉ là cái cửa, không quan trọng cái chính là cái ngọn đèn này. Thành ra khi mình chết á, thì mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình nó chết. Nhưng mà cái tánh biết nó không có bị bó ở trong cái thân này.
có thân hay không thân thì cái tánh biết nó vẫn luôn có mặt. Ngay cả khi ngủ, khi ngủ thì 5-6 cái giác quan nó đóng phải không, con mắt nó nhắm là gì vậy mà nó vẫn biết à. Ví dụ như hồi hôm cô ngủ, cô bổn cô ngủ cái phòng ngoài, cô ngủ cái phòng trong, tới 12 giờ đêm cái tự nhiên cô mở mắt ra thì cô thấy là cô bổn cô đi ra khỏi phòng, cô đi xuống ở dưới kia. Mà tại sao cô biết? Thành ra đừng có nói mình ngủ mà mình không biết nha. Cô ngủ trên giường của cái phòng trong, mà cái phòng bên kia kìa, cô bổn, cô mở đèn, cô mở cửa, cô đi xuống dưới kia. Vậy mà bên này cô thức, cô nhìn ra. Có phải không? Đó. Thành ra khi ngủ mình biết hết á. Hoặc là khi cô ngủ mà có ai bước vô phòng á, cô đang ngủ, con mắt nhắm vậy đó, mà người ta vô phòng là mình mở mắt ra, mình biết à. Thành ra cái tánh biết nó không ở đây. Hoặc là ví dụ như từ hồi nhỏ là ba cô bày, nếu mà muốn thức khi mấy giờ đó thì mình chỉ cần dặn mình 4 giờ dậy nghe. Nhớ nghe, 4 giờ dậy là tự nhiên tới 4 giờ nó dậy. Thành ra cái tánh biết mình rất là hay. Kính thưa sư cô, rõ ràng là thấy biết tỉnh giác chánh niệm, nhưng chẳng bao lâu là thất niệm, làm sao duy trì chánh niệm? Điều này đúng phải không? Mình tu tỉnh giác chánh niệm nhưng mà chỉ còn chút xíu ha là nó thất niệm. Thì đây chỉ là cái thói quen. Cái bài mình học mấy ngày hôm nay, thói quen của mình là cái thói quen bất giác thất niệm theo duyên. Nó quen rồi. Vì vậy bây giờ mình tập ngồi thiền, tập tỉnh để tập lại cái thói quen tỉnh giác. Và mình cứ tập riết rồi nó quen. Làm sao để duy trì chánh niệm? Thì một trong những cái cách duy trì là trở về hơi thở, hoặc là làm gì biết đó, hoặc là thân đâu tâm đó. Đó là những cái phương tiện để giúp cho mình duy trì chánh niệm. Chỉ có điều mình biết mà mình không chịu làm. Tóm lại là muốn duy trì chánh niệm thì rất dễ, làm gì biết đó là nó chánh niệm thôi. Đừng có để sót. Đi thì biết đi, gãi đầu biết gãi đầu, thì tự nhiên là nó tỉnh giác. Có nhiều loại thiền, làm sao biết được nên chọn lựa loại thiền nào? À đúng, thiền minh sát, thiền tiểu thừa, thiền đại thừa, thiền tông, đủ thứ. Biết chọn cái nào? Thật ra những cái này nó thuộc về cái căn cơ nữa. Thì mình trước hết là chọn cái pháp thiền chân chánh. Đừng có chọn thiền xuất hồn, đừng có chọn thiền chữa bệnh ha. Chọn cái pháp thiền nào mà đi tới giác ngộ và giải thoát, dẹp trừ được tham sân si, thì đó gọi là thiền chân chánh. Đó là cách chọn thứ nhất. Còn giữa thiền nguyên thủy, thiền tông, thiền đủ thứ đó, đều là chân chánh hết, thì chọn loại nào? Thì cái này, cái gì mình cảm thấy thích hợp thì mình làm. Vì cái đó người ta gọi là căn cơ, tức là những đời trước mình đã quen đi cái lối đó, thì giờ này mình đi mình cảm thấy có tiến bộ. Dạ, chứ còn không, cái nào thích hợp thì cái đó tốt. Dạ, hết giờ. Bây giờ thì xin trả cái lớp học lại cho cô Tâm Hạnh. 5 giờ, 5:02. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ nhị vị ni sư. Dạ, 3 ngày tu học vừa trôi qua, chúng con thật là rất lấy làm cảm động và hoan hỷ để được nhận những lời hướng dẫn chỉ dạy của ni sư từng chút một, chỉ cho chúng con đi từng bước một
Mà một đôi khi chúng con cảm nhận như chúng con như những đứa trẻ. Mà bây giờ thường thường là sư phải dẫn dắt vừa tập đi, rồi vừa tập đứng, vừa tập ngồi đủ thứ hết. Nhưng mà chúng con rất lấy làm hạnh phúc. Và bây giờ để vì trong đạo tràng chúng con cũng khó nghe các anh và các chị, các huynh đệ đã nói rất là nhiều về cái lòng hoan hỷ đó. Và cũng con nghĩ rằng xin thưa với ni sư, mời tất cả quý anh và quý chị, hôm nay chúng ta ba ngày ni sư nói rất là nhiều, dạy rất là nhiều phải không ạ? Và ni sư nói rất là nhiều, sao chúng ta không dành một chút thời giờ để giống như thỏ thẻ chia sẻ những cái cảm nghĩ của chúng ta về trong cái buổi học đã thấy được cái sự hạnh phúc như thế nào. Và người đầu tiên thì một em trẻ nhất ở trong đạo tràng chúng ta đó là em Hoàng Việt. Tất nhiên là mời em lên Minh Hạnh lên chia sẻ nha. Dạ, thưa, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Minh Hạnh để cổ vỏ tinh thần ạ. Cảm ơn. Kính thưa ni sư, kính thưa quý ông bà, anh chị, con chắc con ở đây là con nhỏ nhất quá. Dạ, nhưng mà con thấy con rất là được phước hạnh là được đến đây để học hỏi trực tiếp từ ni sư, cũng như là ở trong cái trường năng lượng rất là tỉnh thức của quý ông bà anh chị. Thì những ngày qua những gì con học, vì con đi có bữa được bữa không á, thì con học được một cái quan trọng á, mà con nhớ là ni sư nói là sao cũng tốt và sao cũng được. Con áp dụng, con thấy hiệu nghiệm. Giống như sáng hôm nay con có cãi nhau với Phi Dọn Xe con chút xíu, thì khi mà con nhớ lên ni sư nói là sao cũng được, sao cũng tốt, thì bắt đầu cảm xúc nó giảm xuống. Dạ, thì con áp dụng được, con thấy hiệu quả liền. Hôm nay thì đến thì ni sư lại nhắc một câu nữa là tệ lắm thì trái đất nổ hoặc là mình chết thì cũng chẳng sao hết, thì cũng là một thêm vũ khí cho con. Thêm hành trang để mình có thể đi về nhà và áp dụng ngay trong cái đời sống gia đình được. Dạ, thì đó là những điều mà con học được trong những ngày qua. Dạ, cũng cảm ơn ni sư và quý bạn chị. Dạ, giờ con xin nhường microphone cho những cô bác anh chị khác chia sẻ. Cảm ơn con. Dạ, thưa bây giờ thì con cũng có biết thêm một vị nữa, giống như là chị Ninh, chị Phương Ninh. Dạ, hôm nay là chị cứ trốn hoài, hôm nay thì chị xuất hiện một bữa cho em nha. Em mời chị ạ. Và chị của con đấy ạ, mạnh dạn ở ngoài đời mà sao đi vô đây cứ trốn không ạ? Hôm nay. Dạ, con xin kính chào quý ni sư, xin chào tất cả các đạo hữu ở trong đạo tràng. Thưa ni sư, con cũng có một cái vừa có một cái phước vừa có một cái duyên để biết được tới cái trung tâm Thuận Pháp. Cũng được vài năm và rất là cảm ơn là con đã được tới đây, và chị Tâm Hạnh đã mời rất là nhiều giảng sư tới, gần như là 10 tháng tới 11 tháng trong một năm, và được bao nhiêu năm nay rồi thì cái lần này hình như con được học ni sư lần thứ hai. Thì con cảm thấy rằng con đã thâu nhập được, con thuộc loại nghĩa là tu rất là lơ mơ, chứ không có được lai rai như là ni sư nói. Nhưng mà đặc biệt cái lần này con nhận được một số những lời giảng dạy của ni sư, và con cảm thấy rằng con có thấy được một chút ánh sáng ở cuối đường hầm, và con nghĩ rằng con có thể soạn ra được một chút gì đó để mà tiếp tục tu. Như cô biết là con cảm thấy là không biết là cái vô thường nó tới lúc nào,
có thể là ngày mai, có thể tuần tới, có thể 5 năm, 10 năm. Nhưng mà con cảm thấy là cho ngay tới cái giờ phút này, con chưa có được một chút hành trang nào cho cái ngày ra đi. Thành ra qua cái sự giảng dạy của sư cô, con thấy rằng con có thể sắp xếp được. Nghĩa là hạ quyết tâm để mà thu xếp thì giờ, để mà dáng tu tập. Và cái sợ nhất của con là cái ngồi thiền, là tại vì con ngồi chút xíu là chừng 20-30 phút là bắt đầu đau chân. Thành ra nghĩ tới thiền, giống như chị nào hôm qua nói đó, là chỉ mong nghe cái tiếng kẻng cái đặng cho được xoải chân tay ra thôi. Thành ra con hy vọng rằng với những cái lời chỉ dạy của ni sư, con sẽ về thực tập được khá hơn, và có thể đi được vào cái dòng rai rai chứ không có còn lơ mơ nữa. Dạ, xin cảm ơn, xin tạ ơn ni sư. Con quên một điều quan trọng nữa là chúng ta tất cả tới được đây đó là thấy một cái đạo tràng rất là trang nghiêm và khang trang nữa, rất không phải dễ kiếm được ở mọi nơi. Thì luôn luôn tới đây là tôi luôn luôn là nghĩ tới cái tâm và cái phước, và cả vấn đề tài chính nữa của anh chị Giác Tấn và Tâm Hạnh, thì chúng ta mới có được cái đạo tràng này. Thành ra xin vô cùng cảm ơn. Và các anh chị trong ban trai soạn, nghĩa là tất cả các anh chị mà đã đóng góp để cho chúng ta có được những cái buổi học pháp rất là lợi lạc. Dạ, con xin cảm ơn. Dạ, thật ra thì như cô Phương Ninh vừa mới nói đó, một cái đạo tràng như thế này rất tốt. Khi huynh đệ đến, những cái tiện nghi cũng như Phật Pháp, cũng như mọi sự hỗ trợ, nó có đủ. Vì vậy chỉ còn lại là quý vị biết đây là một cái quý, rồi quý huynh đệ đi học đều trong mỗi tháng. Mỗi tháng mình có 3 ngày dành cho mình, mình sắp xếp. Thì như vậy nghĩ là rất là tốt. Còn khi nghe chị nói là ngồi lâu mà sợ đau chân đó, thì huynh để biết cái dụng cụ ngồi rất là quan trọng. Mình ngồi mà đau chân đó, một phần lớn vì cái dụng cụ ngồi nó không tốt. Dạ, thành ra khi huynh đệ ngồi như vậy, nhắc lại một chút xíu, huynh đệ đừng có ngồi hết lên trên cái bồ đoàn. Cái điều đó mà lại quan trọng đó, huynh đệ mà ngồi hết là ngồi chút là nó đau. Còn nếu mà chỉ ngồi đau chân quá thì 20 phút mà đều trong một tháng, một năm là đã rất quý. Rồi tự nhiên ngồi một lát, cái chân, một thời gian cái chân tự nó quen. Dạ, mô Phật. Dạ, mô Phật. Để tiếp nối thì thưa quý vị, anh chị nào có chút xíu tâm tình chia sẻ với cùng ni sư, dạ xin giơ tay lên. Dạ, mời em. Đây là một người mới toanh, mới đến đạo tràng lần đầu tiên đây thưa quý vị. Dạ, cho nên có rất là nhiều câu hỏi, và em nói rằng là em muốn học thiền. Dạ, mô Phật. Trong khi chờ em nói đó, cô nói thêm một chút cái ý của chị Phương Linh đó, là không phải chỉ tu trong khi ngồi không, mà cái lai rai hay là không á, là trong đời sống của mình, khi đi đứng, khi làm việc, mình theo duyên thì mình biết là mình đang quên không giữ gìn cái tâm. Chứ còn thật ra quý cô ngồi cả 2 tiếng đồng hồ mà nó không tu là nó vẫn không tu hả? Mà đôi khi mình đi làm việc mà trong sự tỉnh thức thì nó vẫn là tu tập. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư, như sư nói là cái cô nãy nói là ngồi thiền không phải là ngồi trên bồ đoàn cũng thiền. Ví dụ mình ngồi trên một cái ghế mà cái tâm mình không có chạy theo vọng tưởng thì cũng gọi là thiền, phải không sư? Sở dĩ mà đặt cái gối ngồi là do nó thật sự, khi mà cái tư thế nó ổn định á, thì nó giúp cho dễ điều tâm. Nếu mà em muốn ngồi trên ghế cũng được,
nhưng mà cũng phải biết cách ngồi. Tức là nếu mà ngồi trên cái ghế thì phải ngồi trên cái loại ghế này, đừng có ngồi cái loại ghế nệm. Và ngay cả ghế này huynh đệ cũng nên xếp một cái khăn lông, cái khăn tắm lớn của mình đó, huynh đệ xếp cái khăn lông lại, huynh đệ kê một nửa cái phần sau. Để làm chi? Để cho nó giữ cái cột sống á, gọi là cái tailbone hồi nãy đó, cái xương cùng đó, nó tựa lên trên cái khăn đó, thì huynh đệ mới ngồi thẳng. Cái nguyên tắc phải giữ là ngồi thẳng lưng. Thì ngồi ghế, ngồi gì cũng được, phải thẳng lưng. Thì cái đó đó nó giúp cho ít khởi vọng tưởng và ít có buồn ngủ. Còn mà mình ngồi mà cứ ngồi, ngồi dù ngồi dưới này mà ngồi cong cái lưng vậy, lát là nó nghỉ lung tung. Thành ra tư thế cũng là quan trọng. Ngồi trên ghế cũng được, ngồi đây cũng được, nhưng mà phải đúng tư thế, thẳng lưng và thư giãn. Lần đầu tiên con đại con nghe cái một cái giảng đường đấy, còn con không biết dùng cái gì, có thiền con tới xong rồi con nghe một cái người, những cái câu hỏi rất là hay, những cái câu hỏi mà con học hỏi ở trong ngoài cái sư giảng ra, còn có những câu hỏi tất cả mọi người là về những cái ví dụ làm cho con cảm thấy hứng, con chạy thêm lần thứ hai nữa. Con tới đây thì sư dạy cho con thiền, con ngồi thiền. Nhưng mà như hồi nãy con nói là con tưởng thiền là phải có những người thầy giảng này nọ nhiều lắm. Nhưng mà sau này sư nói là một năm sau gặp sư lại cũng được. Thì con biết là cái thiền khi mà sư dạy con cái basic ngày hôm nay tất cả ai cũng biết. Thì con ở nhà con tự tập để mà điều chỉnh thân tâm con, không có chạy theo vọng tưởng. Thì con rất là cảm ơn sư thật là nhiều và tất cả đạo tràng ngày hôm nay và cô Tâm Hạnh. Thì hồi nãy con cũng có cô Tâm Hạnh là cái này mình là phước cõi trời, tại vì mình được ăn, rồi mình được ngồi nghe pháp, mà những cái gì mình muốn mình có. Nếu mà cái duyên nó không có gặp nữa là cái việc phước cõi trời mà nó hết. Nhưng mà đừng có vọng tưởng trên cái cõi trời là ở trên trời, ở đây là mình được ăn ngon, ngồi học, ngồi giảng, những cái gì mình biết là đã cõi trời rồi. Vì con cũng là cảm ơn cô Tâm Hạnh, cô chú. Và con cảm ơn sư đã đem lại những cái gút mắt trong cái tu tập, cái học hỏi trong Phật Pháp và tất cả những cái tất đã trào tràng. Có những câu hỏi mà con cảm thấy con rất, giống như hồi nãy hai câu cuối, con học hỏi rất là nhiều. Cho nên con không biết lúc nào gặp lại sư, nhưng mà ơn triêm công đức của sư và cô chú và tất cả đạo tràng và những người mà phụ bếp ngày hôm nay thì con sẽ không bao giờ con quên. Và cái này thì không phải là thùng rác. Cảm ơn sư. Thật là vui. Đó là những cái lời chân thành của các anh chị, các em đã trong những ngày qua tu học, nghĩa là cái kết quả đó là những niềm vui. Chúng ta đã đem lại những cái niềm vui mà không có điều kiện, phải không ạ? Dạ, thì Tâm Hạnh cũng biết có một vị nữa rất là dễ thương, đó là chị Vi. Dạ, Vi có lên được không? Chia sẻ không? Không ạ, dạ. Và chị Hồng Phúc. Mời chị Hồng Phúc ạ. Một cái người em gái mà lúc nào cũng thầm lặng nhưng mà rất là dễ thương. Dạ. Thật sự ra thì cũng con cũng xin thưa một chút xíu, quý vị nói cảm ơn Tâm Hạnh, nhưng mà không phải là Tâm Hạnh đã nói mình tu rồi mình không dám nói dối, mà đi sư cũng nói là không được nói theo cái kiểu bóng bẩy đó, cũng nên nói khéo léo đó. Thì bằng cái chân tình đó, thật lòng á, thì Tâm Hạnh cũng nói là phải nói là chúng ta cảm ơn cái phước báo mà chúng ta đầy đủ duyên lành để mà có một cái nơi tu tập như thế này. Nếu bây giờ chỉ thiếu một chút xíu duyên đó thôi, thí dụ bây giờ hôm nay là ni sư sẽ qua giảng, nhưng mà vì lý do gì đó ni sư không đến được, thì đạo tràng chúng ta cũng không có cái buổi tu học này, phải không ạ? Rồi nếu mà vì vấn đề ni sư đến rồi chúng ta có mặt ở đây, tự nhiên cái cúp điện hết trơn, quý vị nghĩ sao? Chúng ta cũng có buổi tu học.
Và nếu vì lý do gì đó mà rồi một biến cố gì đó trong đêm nay quanh quanh, chúng ta cũng có thể có buổi tu học. Nghĩa là nó sẽ có rất là nhiều lý do để mà đôi khi nó không đủ duyên thì nó không hoàn thành. Cho nên cái sự hoàn thành này nó rất là nhiều phước duyên của tất cả tấm lòng của từ ở trên chư thiên gia hộ cho chúng ta. Mà cả ni sư cũng có tâm lòng đến đây để hướng dẫn chúng ta, và tất cả chúng ta cũng có tâm lòng đến đây để tu học. Cho nên tất cả mọi cái đó nó đã tạo nên thành một cái từ trường, một cái năng lượng để chúng ta được gặp nhau và ngồi trong một cái không gian này. Cho nên tâm hạnh xin là tri ân tất cả những phước báo đó, mà tất cả là của chúng ta hết. Dạ, xin không dám nhận riêng mình. Mô Phật. Dạ, Mô Phật. Dạ, thưa kính thưa ni sư. Dạ, thưa các anh chị, bạn hữu. Con có một chút kinh nghiệm để con chia sẻ. Năm ngoái con đến khi sư dạy cho chúng con 3 ngày. Thì trong đó có một câu mà nó cho con rất nhiều ấn tượng. Mà khi có chuyện con có cơ duyên năm nay, vì có những cái sự việc nó xảy ra, nó cũng làm cho con chảo đảo. Thì thưa thí sư, cái câu mà sư nhắc cho chúng con là, con không biết con lặp lại có đúng nguyên văn không, nhưng mà đại khái là sư nói là đôi khi mình nghĩ tất cả những cái việc mình sắp đặt là mình sắp đặt, nhưng mà thật sự không phải, những cái duyên nó đã sắp đặt sẵn cho mình rồi, đúng tới ngày thì nó trổ. Và những cái đó là những cái mà khi mà con cái sự việc xảy ra, con cũng gọi là bất như ý, thì con lại nhớ đến lời sư dặn cho chúng con là nó đem lại cho con cái sự bình tĩnh trở lại, để mà con tiếp tục là con nghĩ, thật sự con không có sắp đặt, mà nó đã sắp đặt sẵn cho con để con tiếp tục vững bước mà đi. Thì con chỉ mà muốn chia sẻ một chút với các anh chị những cái gì quý báu sư chia sẻ cho chúng con. Đôi khi mình nghĩ là mình không có thật sự học hỏi, nhưng mà nó trong cái đầu mình, khi mà chuyện nó xảy ra, những cái ý tưởng đó, những cái câu nói sư giảng cho chúng con, nó tự nhiên nó vớt mình từ một cái sự bất như ý, mình trở lại, mình vẫn vui vẻ, vẫn tiếp tục cười và vẫn tiếp tục sống và tu tập. Con xin trân trọng cảm ơn sư. Dạ, Mô Phật. Dạ, bây giờ thì xin mời chị Diệu Tịnh nha. Chị Diệu Tịnh lên chia sẻ cho vài lời. Dạ, dạ. Em Loan, Kim Loan của em. Dạ, bước lên đi, mạnh dạn đi. Đây là một cô em gái mà cũng có một cái tâm tu rất là vững mạnh ạ. Mà con thấy là còn có một đôi khi mà con đang hỗ trợ, là có thể có một ngày nào đó mà em cũng sẽ đi theo con đường của quý sư ạ. Một phần. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con thành tâm kính ảnh lễ như vị sư sư. Con cũng hay nhát, giữa đám đông quá ít cái lên trình bày và nói lắm. Hôm nay duyên lành thì con biết cái gì qua cái sự học hỏi của thầy sư thì con xin chia sẻ. Trước tiên là con cũng thành tâm cảm ơn anh chị Giác Tấn cho chúng con rất nhiều cơ hội để được học hỏi, và con cũng thành tâm đợi ơn tất cả các anh chị có mặt hiện diện ở đạo tràng nơi đây đã một thay đóng góp cho đạo tràng này một ngày một hương thịnh, để cho mọi người đến đây để tìm lại con đường trở về cho chính mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Con run quá thưa sư con. Nào giờ cũng chưa đứng. Thật sự qua 3 ngày tu học, tuy rằng con không có được túc trực, tu trực tiếp trong 3 ngày, nhưng mà qua quá trình con nghe ni sư giảng, con cũng đi rất nhiều, mà con cũng có cái tên là nơi nào cũng có mặt con.
tại vì con khao khát được học hỏi đó. Thì qua 3 ngày tu học này, qua cái quá trình con nhận xét á, là sư cô Ni Sư là một người thân giáo, trải nghiệm qua bao nhiêu năm tu học. Và Ni Sư nói lên những cái gì Ni Sư thực chứng ở nơi bản thân của mình và nói lên. Và đó là một cái căn bản để chúng ta làm một cái giềng mối để đi tới. Con cũng có nghe một vị thầy nói muốn trở về thiên đàng á, phải đóng cửa thế gian, tức là cái khẩu nghiệp của mình. Thì con thấy rất là đúng, qua cái quá trình sư cô giảng con thấy rất là đúng. Nếu mà cái miệng của mình á, không có thanh tịnh á, do những cái ý mình tạo tác á, thì khó mà thấy được cái tánh của mình lắm, thấy cái chân tâm của mình lắm. Thành ra muốn tu thì phải dừng cái ý của mình và không đóng cái cửa miệng của mình lại, thì mình mới thật sự thấy rõ cái chân tâm của mình. Và kế tiếp là một cái sự phản ứng rất là nhanh. Con ưa bị cái phản ứng rất nhanh này, cho nên nhiều khi con tạo tác một cái sự vô ý cũng trở thành vấn đề, dù nhỏ cũng thành là lớn. Và kế tiếp đó là một cái sự chánh kiến, tỉnh giác. Khi mà mình không có tỉnh giác, mình làm mình không biết đó, thì cái sự sai lầm nó rất là tai hại. Thì ba cái quá trình mà tu học, ba ngày Ni Sư góp nhặt cho cả một cuộc đời của Ni Sư đã rút gọn cho chúng ta. Thì con thấy rằng những cái gì mà Ni Sư nói qua cái sự trải nghiệm của Ni Sư, con rất là dễ thâm nhập. Và con cũng ráng cố gắng để mà không phụ lòng với Ni Sư cũng như tất cả quý thầy, quý anh chị đã đóng góp cho chúng con trong suốt một cái quá trình mà con đi học hỏi từ 7 năm nay. Thì con không có gì hơn, con thành tâm đỡ ơn Ni Sư cũng như anh chị Giác Tấn và toàn thể quý anh chị có mặt hiện diện ở đây đã chung sức gắn bó giúp cho mọi người có cái đạo tràng này để mà cùng nhau tiến tu trên bước đường tu học. Thật sự đạo tràng bên đây thì không có nhiều như hồi lúc đầu, nhưng mà con thấy những sự hiện diện ở nơi đây á, là những người có cái tấm lòng và cầu đến phải bị giải thoát. Cuộc đời con chỉ có muốn một vị là cầu đến giải thoát, đến quả vị vô thượng, chánh đẳng, chánh giác mà thôi. Dù kiếp này không được thì kiếp sau không được nữa thì kiếp sau nữa, thì con sẽ cố gắng và con thành tâm đợi ơn Ni Sư. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, A Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Dạ thưa, dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa có chị Thí Linh, có thể lên chia sẻ không chị Thí Linh? À, dạ em mời chị Thí Linh nha. Không à, dạ, dạ. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có lẽ thì cũng thời giờ cũng có hạn, cho nên con cũng xin phép được tạm dừng là tại nơi đây. Và dạ, chúng ta có thể sẽ tiếp tục sự tiếp tục này, không phải là những lời chia sẻ nữa, mà là một sự tiếp tục để chúng ta bắt tay vào những sự công việc tu tập của chính mình, của chính chúng ta. Và đó là câu trả lời đối với Ni Sư cho cái lần tới Ni Sư trở lại, có phải không thưa quý vị? Dạ. Dạ. Con cũng xin tạm đúc kết thật ngắn một 3 ngày trong tu học. Những bài đúc kết này thật sự ra thì để chính con ghi khắc lại những lời của Ni Sư. Bởi vì nếu con nấu cơm cho mọi người ăn mà rồi cuối cùng con không ăn thì cái thiệt là cũng là một sự thiệt thòi cho con lắm. Cho nên con phải làm một bài đúc kết để mà con phải nhớ, ghi nhớ, ít nhất cũng ghi nhận lại những gì Ni Sư giảng, dù rằng con đã không có được đủ cái thời gian để mà nghe cho một cách trọn vẹn. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Ni Sư và Sư Cô Giảng Sư, kính thưa quý đại chúng. Hôm nay Chủ nhật ngày 17 tháng 3 2020,
19. Hội Đủ Duyên Lành Đạo Tràng Thượng Pháp chúng con thật là hoan hỷ đón tiếp nhị vị Quan Lâm về đây hướng dẫn chúng con 3 ngày tu học với chủ đề là tu là chuyển nghiệp. Chúng con xin ghi nhận những lời khai thị, điểm quan trọng Đi Sư đã hướng dẫn nhắc nhở chúng con trên bước đường tu tập cần nhận diện lại nguồn tâm của chính mình trong đời sống hàng ngày. Là người Phật tử, năm giới là hàng đầu, nghe thông thường đơn giản nhưng thật là không đơn giản chút nào khi mà Đi Sư phân tách đi vào những chi phần và bài học ngày đầu tiên là khẩu nghiệp. Cần quay lại với chính mình thận trọng trong ý nghĩ và hành động để tâm yên tĩnh, trở về cái thường biết rõ ràng, trong sáng, hầu nhận ra những ý muốn đang diễn ra trong tâm do vì thói quen, vướng mắc tạo thành những quán tính mà tâm luôn luôn dễ dính theo cảnh, cũng do vì vi tế, tham sân si ẩn núp trong cuộc sống đầy cám dỗ thử thách này mà chúng ta đã tạo quá nhiều nghiệp quay cuồng trong sinh tử luân hồi. Dù là thuận hay là nghịch duyên đã kết tụ lại thành tập khí lậu hoặc từ nhiều đời và cho mãi đến nay không khéo nhận ra và dừng lại, thì nghiệp nhân những gì đã tạo ra và nghiệp quả những gì đang thọ nhận sẽ cho chúng ta những bài học để thức tỉnh chúng ta. Nó hết sức là cần thiết. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, nên những thời pháp Ni Sư nhắc nhở giúp chúng con muốn tu để chuyển nghiệp cần thực tập trong hàng ngày, cần ngồi thiền trong sự yên tĩnh để mà dừng niệm, cần cẩn trọng điều mình đang làm, bình tâm đón nhận mọi điều xảy đến. Quan trọng là cách tiếp nhận mọi việc thế nào mà không phải là những phản ứng thiếu định tĩnh, để gìn giữ thân khẩu và nhất là ý, nguyên nhân gây ra khổ và làm sao kịp nhận diễn ra để chấm dứt khổ. Ni Sư giảng nghe thì hiểu, nhưng mà sự thật, sự thực hành thì rất là khó, cho nên phải luôn luôn cẩn thận và ghi nhận những điều này. Chúng con xin tri ân lời nhắc nhở của Ni Sư. Nhờ môi trường tu tập được nghe, thấy và tiếp cận giáo pháp chân chính của Đức Phật qua những trải nghiệm giảng dạy của Ni Sư cho chúng con những tư duy để quán chiếu, điều chỉnh lại tâm mình. Một cái tâm nó đã quá nhiều phức tạp, dễ bị ô nhiễm. Những căn bản này không cố gắng nhận ra và nghiêm nhật thực hành thì làm sao có cơ hội chấm dứt cái bị sanh. Cho nên vì vô minh nên mới có hành, nên có quả. Vậy đón nhận quả bằng sự bình tâm, không sợ hãi và chấp nhận trả và cố gắng đừng phan duyên không cần thiết. Can cường đi ngược lại với quán tính xưa cũ của mình. Cuộc đời quá ngắn ngủi, vô thường luôn có mặt. Không nỡ phí phạm một cuộc đời được làm người, nên chúng con nguyện theo bước chân Phật, cố gắng tu sửa gìn giữ cái tâm Phật này để không vô tình một niệm tham, sân, si đốt cả rừng công đức. Nhờ đủ duyên lành phước báo, chúng con mới có cơ hội ngồi bên nhau tu học bên sự chỉ dẫn tận lòng của những vị ân sư. Chúng con nguyện hồi hướng những phước lành cao quý này để mong tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo bằng tất cả tâm từ ái. Với sự tu tập nghiêm túc và cẩn trọng theo con đường đi của Đức Thế Tôn, Ni Sư đã giúp cho chúng con thấy ra sự trở về tuệ trí của chính mình, tìm lại con người thật của mình để vượt qua mọi việc bất như ý, tháo gỡ được những sợi dây trói buộc trong tâm, chuyển đổi nhận thức và hành vi, soi sáng và an lạc trong cuộc sống hiện tại, chuyển được nghiệp từ phàm phu để bước vào vòng thánh quả trên bước đường giác ngộ giải thoát. Cũng nhờ đủ duyên lành phước báo, chúng con mới có cơ hội ngồi bên nhau tu học với sự hướng dẫn tận lòng đầy tâm từ của những vị ân sư. Cho nên chúng con xin nguyện hồi hướng trong khóa tu này tất cả phước lành cao quý này đến Ni Sư Huệ Châu vừa viên tịch và tất cả chúng sanh mau thành chánh quả. Kính bạch quý Ni Sư, đạo tràng chúng con đã được an lạc thanh tịnh trong 3 ngày tu tập cùng tụng kinh và sám hối, vui trong chánh niệm nghe Ni Sư giảng pháp thoại và pháp đàm, thực hành thiền tọa, thiền hành, thực tập tánh rõ biết, trả lời cho chúng con những câu hỏi thắc mắc, giúp chúng con ứng dụng Phật pháp vào đời sống để ngăn ngừa và chấm dứt khổ. Chính vào sự siêng năng tu tập và thực hành, gieo trồng những thiện căn, giúp đời sống chúng con thêm phần an vui và hạnh phúc. Thay mặt đạo tràng Thượng Pháp,
chúng con xin thành kính tri ân ni sư và sư cô, và kính chúc nhị vị thật nhiều sức khỏe, hoằng pháp viên thông, tuệ đăng thường chiếu, Phật đạo viên thành. Cũng xin kính chúc quý Phật tử thâm tâm an lạc, vạn sự kiết tường, tiếp thu được nhiều kết quả trong khóa tu này và ban tu học. Cũng xin chân thành cảm tạ tất cả mọi sự đóng góp từ thiện tâm đầy hoan hỷ nhiệt tâm của tất cả chư vị, vì lợi ích trong việc hoằng pháp đã hỷ cúng trọn vẹn trong tinh thần ba la mật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.